Giờ có mình mà mọi người đều thức dậy, mình thật là tuyệt vời. Trong nông trại này, có ai hoàn mỹ được như mình chứ? Vừa có bộ cánh đẹp tuyệt trần, vừa có tiếng gáy trong trẻo gian xa, đúng là có cả thanh lẫn sắc. Đúng là một kẻ kiêu căng. Cứ làm như cả nông trại này chỉ có mình nó không bằng, mà chẳng thấy nó chào hỏi ai bao giờ. Này, hai người kia, nói gì đấy? Thế không biết là nhờ tiếng gáy của tôi nên mặt trời mới dậy và chiếu sáng cho muôn loài hay sao? Thật là khoác lác, vì mặt trời mọc nên gà mới gáy đó chứ. Tiếng gáy của cậu làm sao đánh thức được mặt trời? Đúng là một lũ không biết gì. Không có ta đánh thức thì các người còn ngủ lăn như chết ấy. Không biết ơn thì thôi lại còn... Để ta cho các ngươi thấy sức mạnh của ta. Có thấy chứ? Thấy chưa? Mở to mắt ra mà xem, ta vừa đánh thức cả thiên hạ vậy đấy. Kệ đi, hơi đâu mà đôi co với kẻ khoác lác. Dám khinh thường ta hả? Thì có nghe ta nói không? Có biết ta là ai không? Cái đồ khoác lác này, muốn gì hả? Tại sao ta đang nói lại bỏ đi? Khinh thường vừa chứ, đúng là đồ bất lịch sự. Anh làm tôi đau rồi đấy, bỏ tay ra. Không bỏ đấy, làm gì được tôi nào? Cái gì? Cho chừa cái thói khoác lác kiêu căng nhé. Đáng đời. Con ngỗng khốn kiếp, đau quá đi mất. Mình nói đúng mà nó cứ cãi mình là sao? Rồi có ngày ta không thèm đánh thức các ngươi vậy nữa. Sao mãi không ngủ được thế này? Đây, gà trống. Thôi chết, phải đánh thức mặt trời dậy thôi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, còn đánh thức gì nữa? Hả? Mọi người cũng đã dậy rồi sao? Tất nhiên, thế tưởng mọi người vẫn ngủ à? Nhưng tôi chưa gáy mà. Đến bây giờ mà vẫn còn hoang tưởng về mình vậy sao? Anh nên biết anh chẳng là gì cả. Có anh hay không thì mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường thôi. Thì ra mọi chuyện bấy lâu nay không như mình nghĩ. Sự tích chuông trống mỏ. Ngày xưa, có một thư sinh nghèo học hành rất giỏi, hy vọng thế nào rồi cũng được đỗ cao, làm nên nghiệp lớn. Thuở bấy giờ, người ta vẫn tin là học tài thi phận, và kẻ sĩ muốn được thăng mây thì phải làm việc bố thí hoặc điều thiện trước lúc thi cử. Chúng ta nướng con rạch này lên, tha hồ thịt mà ăn nhé. Con rạch kia thật tội nghiệp. Này mấy cháu, chú có 5 hào dành dụm được, đổi cho chú con rạch này nhé. Được, đổi cho chú đấy. Rạch ơi, người ta thường bảo cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Mong rằng kỳ thi năm tới, mày sẽ nhớ ơn phù hộ cho ta làm văn trôi chảy và đỗ đạt vẻ vang. Sau khi thả con rạch xuống sông, thư sinh yên lòng trở về, ngày đêm đèn sách hăng hái thêm lên. Song trái với ước vọng của cha mẹ cùng thầy bạn, chàng liên tiếp bị trượt mấy kỳ thi ở cả 3 trường. Có lẽ số ta đã định không được đỗ đạt làm quan rồi. Thôi thì đành về nhà với ruộng vườn, cây cỏ vậy. Lạ thật, sao có nhiều lính canh gác ở đây vậy? Hỏi ra chàng thư sinh mới biết là ở quãng sông này có một con rạch rất lớn hóa thành mãng xà, thường đón người qua lại đây để ăn thịt. Có lẽ nào con quái vật đó chính là con rạch ta đã cứu nạn năm xưa? Ta muốn qua sông ngay lúc này,
ngay lúc này thì không được. Nhưng ta có việc rất gấp, không thể chờ được. Đó là do ngươi thích lao vào chỗ chết đấy nhé. Sắp rồi, nó sắp xuất hiện rồi. Tự dưng con miên mồi lớn tự tìm đến ư? Ngươi không còn nhớ ta hay sao? Có phải ngươi là con trạch đã được ta cứu mạng cho khỏi tay lũ trẻ chăn trâu độ trước? Đúng đây, nhưng ngươi nhận ra cũng quá muộn rồi. Ta phải ăn thịt ngươi. Từ từ, hãy nghe ta nói đã. Mấy năm trước, sở dĩ ta cứu sống cho ngươi ở khúc sông này, ta có nói cho ngươi biết là vì ta tin ở sự biết ơn của loài vật. Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán. Bây giờ ngươi trả ơn ta như thế phải không? Cứu vật, vật trả oán mới đúng. Thôi, đừng chữ nghĩa lôi thôi nữa. Phải kiếm ai phân xử mới được. Nếu họ bảo ngươi có lý thì ta xin bằng lòng cho ngươi ăn thịt. Chỉ cần hỏi 3 lần thôi, bất cứ gặp người hay loài vật, 3 kẻ đầu tiên chúng ta đi gặp đây là 3 kẻ phân xử, quyết định cho chúng ta xem ai có lý. Được thôi, nhưng dù sao, ngươi thua là cái chắc. Trâu, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ sao về câu cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán? Câu phù ngôn ấy sai, ý nghĩa ngược lại mới đúng. Thế đã đủ chưa? Vẫn còn 2 người nữa mà. Đi được một lúc, họ gặp một con cá gáy to lớn lâu năm sắp hóa thành tinh. Nghe hết tự sự và câu hỏi dò ý kiến trên, cá cũng trả lời như trâu. Người thứ 3 mà họ gặp trên đường là một người già cả, râu tóc bạc phơ. Ông già, ông nghĩ sao về câu nói cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán? Trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta mời cả 2 người về nhà ta được không? Cũng được. Đây là đâu? Đây là nhà ta, ngươi vào đi. Ta cũng có mời con trâu và con cá 2 người vừa gặp tới đây. Như thế, ngươi nắm chắc phần thắng rồi chứ? Có thế chứ, ngươi thật là chu đáo. Quả này thì ngươi chết chắc rồi. Người là... Ta chính là Phật Thế Tôn ở trên trời. Ta nghe thấy rõ mọi việc xảy ra giữa chàng thư sinh trẻ và con mãng xà bạc ác, cùng những lời lẽ của trâu và cá gáy, liền hóa ra thành ông lão để gặp các ngươi. Lạy Phật Thế Tôn ạ, chàng thư sinh trẻ kia, ta khá khen cho ngươi vì có tấm lòng bao dung, hướng thiện, biết suy nghĩ cho người khác, rất đáng để người đời noi theo. Còn các ngươi là những kẻ bội bạc, được người khác giúp đỡ, đã không lấy đó làm cảm kích, mà còn giở trò bội bạc, muốn hãm hại người đã giúp mình. Đó là tội không thể tha được. Xin người tha cho chúng con. Ta sẽ trừng phạt những con người bội bạc các ngươi. Đa tạ Phật Thế Tôn anh minh đã đứng về phía lẽ phải. Nếu ngài không chê, từ nay con xin nguyện theo ngài, xin ở lại chùa này để tu hành Phật pháp ạ. Từ đó giá chuông nhà chùa đúc theo hình con rắn, trống bịch bằng da trâu và mõ làm theo hình cá gáy, để nhắc nhở các nhà tu hành nhớ sự tích này mà luôn luôn giữ lấy lòng ngay thật, hiền lành. Bất cứ ngày hay đêm, mỗi lần đọc kinh, ai ai cũng phải gõ vào 3 vật nói trên. Bác làm vườn và nhà chủ. Ngày ấy, có một lâu đài cổ hùng vĩ ở một miền quê vô cùng xinh đẹp. Đó là nơi nghỉ mùa hè của một gia đình quý tộc. Người ta vừa mới tu bổ phía ngoài lâu đài, trang hoàng và bài trí làm nó rực sáng lên một màu tươi tắn mới tinh. Đằng trước lâu đài, những luống hoa trà màu đỏ và màu trắng hiếm có. Còn trong nhà kính thì không kể hết những thứ hoa đẹp tuyệt vời khác. Gia đình quý tộc ấy
có bác làm vườn lá sen tuyệt vời. Có thể nói trên đời này không có một người làm vườn nào trung hậu và khéo léo như bác ấy. Ấy thế mà. Này bác, tôi vừa được nếm một loại dưa ngon hơn hẳn dưa vườn nhà mình trong bữa tiệc tối qua ở cung điện của nhà vua. Dạ, bác làm vườn trung hậu thấy buồn khi nghe những lời ấy. Vì bác rất thạo nghề và đã làm tận lực, luôn luôn nghĩ đến việc làm vừa lòng nhà chủ. Những quả ấy chắc hẳn không phải là giống quả của nước ta, mà là của nước ngoài đem về đây trồng. Bác đi dò hỏi xem người làm vườn của nhà vua kiếm được những quả dưa ấy ở đâu. Ta sẽ xin cạnh về ghép, còn tùy vào ở sự khéo léo của bác mà tiếp tục nốt công việc. Thưa ngài, chính những hạt giống dưa ấy là của tôi cho bác ta. Ồ, nếu vậy thì bác ta biết cách trồng đặc biệt, vì ta chưa từng được ăn dưa ngon như thế bao giờ. À, dạ. Thưa ngài, có bác làm vườn của đức vua muốn gặp ngài. Kính chào bá tước và phu nhân. Tôi đến đây để cấp giấy chứng nhận những quả dưa ăn trong bữa tiệc tại triều đình tối qua cho bá tước. Ồ, thế những quả dưa tối qua đúng là những quả mọc trong vườn kính của ta sao? Tôi xin trình bày để bá tước biết rằng, tôi có xin hạt giống dưa của bác lá sen đây, nhưng năm nay tôi trồng dưa không được may mắn lắm. Sáng qua, tôi có đến chơi với bác, tôi trông thấy dưa của bác ấy quá đẹp. Và sau khi nếm thử, tôi đã xin 3 quả để mang về dâng đức vua. Hả? Sau hôm bá tước nhận giấy chứng nhận của đức vua, những người làm vườn khắp nơi đến xin hạt giống về trồng. Quả mọc ra đều được khắp nơi gọi bằng tên của chủ nhân lâu đài, đến nỗi cái tên đó lừng danh sang tận Anh, tận Đức, tận Pháp. Có ai ngờ được đến như vậy? Cần nhất là lão làm vườn của chúng ta đừng tự cao tự đại quá, rồi lại bỏ bê công việc. Nỗi lo ngại của họ không có căn cứ, bởi bác lá sen vẫn không hề nghỉ ngơi, mà lại làm việc chăm chỉ hơn. Mỗi một năm, bác lại cố gắng sáng tạo ra vài tác phẩm mới. Hầu như bác luôn luôn thành công, nhưng bác vẫn phải nghe những lời khiến bác buồn lòng. Úi, không hiểu bác làm việc kiểu gì mà những trái dưa năm nay chẳng thơm bằng những quả dưa ta được ăn trong cung vua. Ta thì thấy ăn cũng được, nhưng cũng không ngon bằng dưa của bá tước Philip. Và đến năm củ cải hỏng thì người ta chỉ nói đến mấy củ cải đáng ghét ấy thôi. Còn những loại rau khác tốt hơn hoàn toàn thì không được lấy một câu khen ngợi. Sao củ cải tồi quá thế? Ừ, đúng đấy. Năm nay bác làm vườn chả trồng được cái gì tốt cả. Hình như nhà chủ cảm thấy thực sự hả lòng khi được nói như vậy về bác làm vườn của mình. Mỗi tuần 2 hoặc 3 lần, bác làm vườn đem hoa lên trang hoàng phòng khách. Bác có nghệ thuật cắm hoa rất đặc biệt. Bác khéo léo sắp xếp làm cho màu sắc của hoa này tôn vẻ đẹp của hoa kia lên. Thật là đẹp quá chừng, trông cứ như một bông sen Ấn Độ vậy. Các quý ông, quý bà xem, đây là loại hoa hiếm có nhất, chưa ai từng thấy bao giờ. Đúng là một bông hoa kỳ diệu. Thưa công chúa, thần rất lấy làm vinh hạnh được biếu công chúa bông hoa kỳ diệu này. Chỉ có người tinh tế như công chúa mới xứng đáng có được nó mà thôi. Này bác, ta đang tìm bông hoa màu xanh để thay thế cho bông đã biếu công chúa mà không thấy. Bác tìm cho ta. Ông bà không thấy nó là vì ông bà không tìm trong vườn rau. Đó chỉ là hoa rau atiso thôi. Trời đất ơi, hoa rau atiso ư? La sệt, ngươi nghĩ thế nào mà lại tống vào nhà ta một cái hoa quá tầm thường? Ngươi làm chúng ta trở thành láo xược lố lăng mất rồi. Ờ, thưa công chúa tha tội, chúng thần có mắt mà như mù. Thần biết công chúa có giỏi về thực vật học, nhưng khoa học đâu có dạy về rau cỏ. Tất cả là tại bác lá sen đã lừa gạt chúng ta. Thần sẽ trừng phạt bác ta thích đáng. Bác làm vườn đã cho ta thấy vẻ đẹp ở nơi mà ta không nghĩ đến. Thế mà các ngươi lại mắng bác ta về việc ấy. Atiso ra hoa thì mỗi ngày hãy mang cho ta một bông vào cung. Nếu công chúa nói vậy thì chúng thần cũng sẽ bày lại bông hoa atiso vào phòng khách nhà thần ở nơi trang trọng nhất.
Ừ, đúng là một loài hoa đẹp, chẳng ai dám chối cãi điều đó. Thật kỳ lạ, một cái hoa rau artichoke. Ồ, cái mà bác ta thích nhất là những lời khen ngợi, ca tụng, cứ như đứa bé được nuông chiều ấy. Thật ra, bác làm vườn cũng thích được khen ngợi thật, nhưng điều bác làm vườn vui nhất là được tỉ mẩn chăm sóc khu vườn mỗi ngày. Mùa đông đến, vào ngày Noel, theo phong tục cũ, bác treo bó lúa mạch lên một ngọn sào để cho chim chóc cũng được phần ăn lễ. Nhà chủ cho đấy là một việc làm vớ vẩn. Ấy thế mà sau đó, người ta lại truyền tai nhau tờ họa báo nói rằng điều xúc động nhất trong ngày lễ Noel năm ấy là phong tục cổ đã tụ hợp được chim chóc của Thượng Đế về dự cuộc chung vui với người dân. Người ta khen ngợi những người đã làm sống lại cái phong tục ấy và cứ nhắc tên bác làm vườn Lasten mãi. Bác quả là có vận may. Ta lấy làm hãnh diện nếu bác vẫn bằng lòng làm cho ta. À, dạ. Bác biết những lời nhà chủ nói chỉ là một cách nói. Họ không hãnh diện chút nào và họ cũng không cần biết bác bằng lòng hay không. Đối với bác làm vườn, được khen thì bác vui, bị chê thì bác buồn. Nhưng bác chẳng buồn vui lâu vì những điều đó. Bởi điều bác làm vườn vui nhất là được làm việc trong khu vườn mỗi ngày. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Ăn mãi không hết. Ồ, mình về rồi à. Hôm nay hời quá, có ông chủ lớn cho mình hẳn 5 quan tiền. Thế à, hôm nay tổng cộng tôi cũng được 4 quan tiền. Vốn liếng của vợ chồng mình khá phết rồi đấy nhỉ. Dạo này tôi thấy có nhiều tổ kiến, dấu hiệu bão lụt, mưa lớn sắp diễn ra đấy. Mình gom góp vốn liếng đông gạo để buôn, thế nào cũng trúng lớn. Ồ, ý kiến hay, bỏ cái nghề kia đi, tôi chán ngấy nó lắm rồi. Ông trời quả không phụ công người, giờ vợ chồng ta đã có ngôi nhà to, đẹp nhất làng rồi. Ơ, cái bà này, giờ nhà mình thiếu tiền hay sao mà còn tiếc rẻ mấy thứ này? Tôi muốn khi nhìn thấy chúng, vợ chồng mình không quên đi những khó nhọc mưu sinh ngày xưa. Ôi dào, vứt đi, tôi sẽ mua sắm cho bà đầy đủ. Không được, cái bà này hay thật. Làm gì? Trời ơi, cái ông này. Ông chủ, tôi muốn mua chiếc bình này. Nó là của tôi. Tôi nhìn thấy trước, vì thế tôi có quyền mua trước. Ai làm chứng cho anh là anh nhìn thấy trước? Thế này nhé, giờ ai trả tiền cao hơn thì tôi bán cho người đó. Tiền à, tôi không thiếu. Tưởng gì, tiền à, đây này. Thằng hầu đâu, về bảo bà lấy thêm tiền cho ta. À, tưởng ta sợ à, về bảo bà mang túi vàng ra đây. Thích khoe của à, anh tưởng tôi sợ chắc gì chứ. Tiền thì thế nào tôi cũng có nhiều hơn anh. Còn lâu nhé, chưa biết ai hơn ai. Ôi dào, hai vị cần gì cãi nhau thế. Cứ trừng của cải của các ngài ra đây cho tôi xem. Ai thua thì phải nộp cho bên thắng một thúng vàng và được quyền mua chiếc bình cổ kia. Được, được, cách này hay, chúng ta thực hiện thôi. Khoan, chúng ta cần ký giao ước. Nếu ai thua cuộc thì mất toàn bộ gia sản, chứ không phải là một thúng vàng nữa. Nhất trí. Anh thấy chưa, anh có thứ gì thì tôi cũng có thứ ấy. Tôi không thua kém gì anh đâu. Được, được, mày mau mang thứ đó đến đây cho ta. Lo mà chuyển hết tài sản nhà anh sang đây. Thế nào,
nhà anh có thứ này không? Gì cơ? Niêu đất à? Đúng rồi, chiếc nồi đất mẻ này của tôi từ thời các cụ để lại, nhà anh có không? Tôi đố anh bỏ tiền ra mua được chiếc nồi nào thế này đấy. Anh thua cuộc rồi nhé, tôi vẫn giữ tờ giao ước ở đây. Anh chuẩn bị giao toàn bộ tài sản lại cho tôi đi, mai tôi sẽ qua lấy. Trời ơi là trời, thế là mất trắng. Niêu đất ơi là niêu đất, ai dè cái thứ vứt đi lại làm nên nghiệp. Thật là được mùa chớ phụ ngô khoai. Trị thói bần tiện. Xưa ở một ngôi làng nọ, có một lão điền chủ rất bần tiện. Bần tiện đến nỗi cả vợ lão cũng không chịu nổi mà bỏ đi. Những người làm của lão suốt ngày bị lão săm soi, không ít lần bị đổ oan. Hôm qua mình nhớ là có cả thảy 15 miếng, hôm nay ăn hết 8 miếng, mà sao giờ còn có 5 miếng? Thằng ở đâu? Dạ, ông gọi con ạ. Mày làm gì dưới bếp mà lâu thế kia? Dạ, con đang ăn dở bát cơm nguội. Mày ăn cơm với gì? Dạ, con ăn quả cà muối ạ. Ông bị mất 2 miếng giò, có phải mày lấy ăn không? Dạ, dạ, con nào có dám lấy miếng nào. Con thề, con có lấy miếng nào thì trời đánh chết con. Con ruồi qua mặt ông, ông cũng biết là ruồi đực hay ruồi cái. Đừng có hòng mà giấu ông cái gì. Mai đã đến ngày gặt cánh đồng bên làng Đông, mày nhớ đi ra chợ mua ít thức ăn. Phải thuê đám người làm nên cần chuẩn bị trước. Vâng, để mai con đi chợ sớm. À, để tao đi với mày. Nếu không mày lại quen thói ăn bớt, ai mà biết được. Đúng là vắt cổ chạy ra nước. Mày vừa nói gì? Dạ, dạ, con có nói gì đâu ạ. Ông ơi, mua ít thịt được không? Không được. Tiền đâu mà đãi mồm cá ngảo ấy. Lựa món gì để lâu ngày mà không hư thì mua. Thế thì lựa cá khô ông nhé, có mà để được hàng mấy tháng. Không được, cá khô nhạt thế, bọn nó ăn vẫn tốn lắm. Thôi, ông nghĩ rồi, ông với mày ra mua 2 bao muối, rồi về ướp cá vào đấy. Thế là ăn được lâu, cá lại không bị thối ương. Lũ người làm ăn dè thì lâu mới hết. Thế thì mặn chát, ai mà ăn được ông? Gớm, có mà ăn là quý lắm rồi. Không ăn thì nhịn, mày có đi mua không thì báo. Bán cho tôi 2 bao muối này. Vâng, ông cho tôi xin 2 đồng, cộng thêm với 5 hào, để tôi cho người chở hàng về cho ông. Ấy, không cần. Làm gì mà phải tốn đến tận 5 hào, cứ để thằng ở nhà tôi nó mang về nhà cũng được. Nhưng 2 bao muối to thế này, tôi sợ anh ấy không đủ sức vác nổi. Phải đấy thưa ông. Gì chứ, có 2 bao muối, làm gì mà không mang nổi, cứ để nó vác. Mệt, mệt quá ông ơi, nghỉ một chút ông nhé. Mới có chút mà đã mệt, mày đúng là ăn hại quá, chỉ tốn cơm là giỏi. Ôi, ông ơi, đau quá, đốt xương sống của con có khi bị thương mất rồi. Trời ơi, thế thì mày vẫn cố gánh 2 bao muối này về, chứ làm thế nào bây giờ? Ông ơi, thế thì cả xương sống của con gãy mất rồi. Rồi lại phải gọi thầy Lan, có khi tốn đến 10 đồng, xong con lại phải nằm nghỉ đến tháng trời nữa đây. Cái thằng ăn hại, thế làm gì bây giờ với 2 bao muối? Đấy, tốn 5 hào ông không muốn, giờ phải khổ thế này đây, hay là ông chịu khó gánh thai con, chứ giờ giữa đường giữa nẻo thế này. Thằng này láo, mày lại dám bảo ông phải gánh muối hả? Ông ơi, hay là mình đi giấu tạm 2 bao muối dưới đám lau sậy gần mép sông kia, rồi mai mình đến sớm lấy xe bò chở về, chứ giờ trời tối mất rồi. Lỡ người ta thấy lấy mất thì sao? Ông ơi, lo gì, ai mà xuống cái mép sông đầy lau sậy ấy làm gì chứ? Thôi được, ai bảo mày vô dụng không vác được bao muối, giờ thì đành thế thôi. Thế là xong. Thôi về đi. Đi sớm thế này thì cốc sợ đứa nào phát hiện ra bao muối của ông.
kia. Sao chẳng thấy đám lau sậy nào nữa cả? Muối của tao đâu? Không xong rồi ông ơi. Đêm qua nước nổi lên ngập luôn chỗ ông con mình để muối rồi. Hôm nay là ngày con nước lên mà. Cũng tại mày ngu quá. Mau xuống mò muối lên cho ông. Ông ơi, sâu lắm, con chẳng thấy gì cả. Ôi, đồ ơi, cứu ông. Ông không biết bơi. Ông ơi, chờ con chút, để con tìm muối rồi kéo ông lên sau nhé. Cứu. Con sang cứu ông ngay vậy. Ông ơi, ông tỉnh chưa? Mình xuống tìm muối tiếp thôi. Tìm cái đầu mày ấy. Mày suýt hại chết ông rồi mày biết không? Tại ông cứ giục con mò bao muối cho ông đấy chứ. Chả phải vừa rồi con cũng vừa liều mạng cứu ông mà ông nói con thế. Ông ơi, thế có cần mua lại 2 bao muối không? Tao cấm mày từ nay nhắc đến từ muối nữa, biết chưa? Sự tích cây chuối. Ngày xưa, rất xưa, cứ 3 năm một lần, thần cây lại mở cuộc thi cây. Các con của thần mang những giống cây mới đem về để thần chấm giải. Đã 3 năm rồi ta mới được gặp lại các con. Các con ai cũng đã cố gắng. Loại cây khiến ta hài lòng nhất là cây con cả. Ta tuyên bố người đoạt giải cuộc thi cây lần này chính là con cả. Anh cả giỏi giang nên lần nào cũng được nhận giải nhất. Mình chắc chẳng kỳ vọng gì cả. Chỉ cần được sống bên vợ con mình là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Mình chẳng cần gì hơn nữa. Mình ơi, anh về rồi đây. Cuộc thi lần này chàng có được giải gì không? Mà sao trông chàng vui thế? Ta không được giải gì cả, nhưng cứ nghĩ đến nàng và con là ta liền thấy hạnh phúc. Với lại, ta đã nói với nàng là ta chẳng kỳ vọng gì ngay từ đầu rồi mà. Thời hạn 3 năm đi qua rất nhanh, lần tới ta vẫn chưa biết phải nghĩ ra cây gì để đem đi thi đây nàng à. Hay là chàng hãy tạo nên một giống cây vừa bụ bẫm vừa xinh đẹp như con. Mấy nữa con lớn vừa có thứ để vui chơi, lại vừa có quả thơm ngon nuôi con chóng lớn. À, phải rồi, ta sẽ tạo một loại cây cho con trai của chúng ta. Cảm ơn nàng đã gợi ý cho ta nhé. Ơi, vậy chàng hãy tự tạo giống cây đi, em sẽ giúp chàng trồng cây. Vậy là ngày mai chúng ta có thể thu hoạch quả của cây rồi. Chúng ta sẽ đem hạt của cây trồng khắp rừng luôn, mình nhé. Trời ơi, những quả chín của cây ở đâu hết rồi? Chàng ơi, em nghe nói có một con chim ác to lớn từ một nơi xa bay đến khu rừng của chúng ta. Nó chuyên lấy cắp những hạt giống của các thứ cây quý rồi bay đi. Vậy thì ta phải làm sao để cho giống cây mới của ta không bị con chim ác kia đánh cắp được? Ta đã nghĩ ra cách rồi. Ta sẽ không cho giống cây mới sinh ra cây con bằng hạt nữa, mà sinh ra từ gốc. Quả cây vẫn có hạt. Nhưng hạt ấy dù có gieo xuống đất, có chăm sóc mấy, nó cũng chẳng bao giờ nảy mầm được. Chàng thật là giỏi quá. Thế là con chim ác sẽ chẳng thể đánh cắp được giống cây của chúng ta nữa rồi. Trời ơi! Lần này ta sẽ đích thân bắt con chim độc ác đó cho bằng được. Nhất định ta sẽ bắt được mi. Con chim ác đã bị ta vồ hụt, chắc hẳn sẽ rất sợ bàn tay của ta. Ta sẽ xếp quả của cây thành từng khóm, hệt hình các bàn tay xòe ra. Như thế nó sẽ sợ và không dám phá cây nữa. Quả nhiên sau khi tạo hình dáng quả của cây thành hình những bàn tay, con chim ác không còn dám bay tới phá phách nữa. Vợ chồng tiêu lá đem giống cây nhân lên khắp rừng.
rất vui mừng vì kỳ thi này tất cả các con đều có mặt ở đây và đều mang những giống cây mới về dự. Bây giờ các con hãy nói về cái hay, cái quý của giống cây mình mới tạo nên đi. Nào, con hãy nói về cây của con cho ta nghe. Dạ thưa cha, từ thân cây, lá cây đến quả của cây con đều xuất phát từ tình yêu thương con trai của con mà sáng tạo nên ạ. Cha hãy nhìn xem, thân cây tròn trĩnh như tay chân của thằng bé, mát mẻ như da thịt của con trẻ. Lá có thể dùng để che nắng, che mưa để bọn trẻ đi chơi. Còn quả chín thơm ngọt như có mùi sữa và mật quyện với nhau ạ. Ta tuyên bố cuộc thi năm nay giải nhất sẽ thuộc về giống cây rất mới lạ, vừa xinh đẹp vừa mang đầy tình yêu thương con trẻ của Tiêu Lá. Cây mà chàng Tiêu Lá nghĩ ra chính là cây chuối ngày nay. Người ta gọi là cây chuối có lẽ vì lần dự thi ấy, cây của Tiêu Lá xếp ở hàng cuối, sau này độc chệch ra. Tiếng cuối biến thành tiếng chuối như người ta vẫn thường gọi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Bẹt giả Bồ Công Anh. Bay lượn như bọn họ thích quá. Nhưng cứu hồn, tí nữa là bị đá bay rồi, nguy hiểm quá. Hôm nay họ nhà chim chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi xem loài nào múa lượn trên không trung đẹp nhất. Giải nhất sẽ giành được chiếc vương miện vàng. Đây là món quà danh dự của loài chim. Thích quá, thích quá. Và bây giờ cuộc thi bắt đầu. Ồ, ở đây có chuyện gì mà đang vui thế? Đẹp quá. Ôi, sao trên đời lại có một nàng đẹp xinh đẹp đến thế? Ồ, xin chào vẹt xanh, bạn có muốn tham gia cuộc thi bay lượn ngày hôm nay không? Tôi hả? Tôi không tham gia đâu. Tham dự đi, bay lượn nhảy múa đi. Xin lỗi, tôi không biết bay. Cái gì? Không biết bay? Bạn đùa hả? Lần đầu tiên nghe thấy có một con chim bảo mình không biết bay. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không có ai dạy tôi bay cả, có gì đáng cười đâu. Thật xấu hổ cho họ nhà vẹt xanh, chả bù cho vẹt vàng đây, lung linh và lộng lẫy, lại còn bay lượn rất đẹp nữa. Giải nhất của ngày hôm nay thuộc về vẹt vàng. Xin chúc mừng vẹt vàng. Hoan hô, hoan hô. Xin chào. Chào. Anh có muốn cùng tôi bay lượn đến thung lũng xinh đẹp phía xa kia không? Tôi nói rồi, tôi không biết bay. Đó là sự thật hả? Làm gì có con chim nào không biết bay? Thế bây giờ cô thấy rồi đó, tôi không bao giờ bay được, cũng chưa từng có ai dạy tôi cách bay. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi đã ở trong lòng cho đến ngày tôi bị lạc vào đây. Không sao, tôi sẽ dạy anh bay. Theo tôi nào. Không, không. Mình cũng muốn bay lượn cùng cô ấy. Cứu với, cứu với, cứu tôi với. Tôi phải làm sao đây? Tôi không bay ra đó được. Anh có thể mà, anh là chim sẽ bay được mà. Tôi sắp chịu không nổi rồi. Tôi
tôi đang bay. Đang bay thật sao? Cẩn thận. Thế hóa ra không phải cô bị kẹt hả? Thì có thế anh mới dũng cảm mà bay chứ. Tôi bay được rồi, bay được rồi. Tôi biết anh sẽ làm được mà. Chàng ngốc được kiện. Ngày xưa có anh chàng nghèo không cha không mẹ, tính tình ngốc nghếch nên người ta gọi là chàng ngốc. Chàng đi ở cho một nhà trọc phú. Cậu ngốc, cậu chăm chỉ lắm, hãy ở đây làm cho ta thêm một năm nữa. Ông nói là nếu con làm cho ông đủ 5 năm, ông sẽ cho con một nén vàng mà. Giờ đã sắp hết 5 năm rồi, con không làm thêm nữa đâu ạ. À, con muốn đi ngao du thiên hạ cơ. Cái thằng ngốc này, có mỗi một nén vàng thì đi ngao du cái gì? Làm cho ông thêm một năm nữa, ông sẽ trả cho hẳn 3 nén vàng. Làm 5 năm mới được một nén vàng, giờ chỉ làm thêm một năm nữa mà có tận 3 nén vàng, lãi quá còn gì. Vâng, thế thì con sẽ làm thêm cho ông một năm nữa. Có thế chứ. Chàng ngốc lại ở lại làm cho phú ông. Thấm thoát, một năm đã trôi qua. Ông ơi, giờ thì ông cho con xin tiền để con đi ngao du thiên hạ ạ. Được rồi, ta đã hứa là ta cho mà. Đây, 3 nén vàng của ngươi đây. Cảm ơn ông, giờ thì con có thể lên đường được rồi. Đúng là thằng ngốc, ta đưa cho hắn 3 nén bạc mà hắn cứ tưởng đó là 3 nén vàng. Làm cho ta 6 năm trời mà nhận có 3 nén bạc cũng không biết. Ai bảo ngươi là đồ ngốc cơ chứ. Chào anh đi đâu đây? Tôi đi ngao du thiên hạ. Anh đi ngao du thiên hạ chắc hẳn là có nhiều tiền. Tôi có 3 nén vàng. Anh có 3 nén vàng sao? Tôi làm thuê cho phú ông 6 năm, đổi lại phú ông trả cho tôi 3 nén vàng. Đây này. Cậu này đúng là ngốc. Đây là 3 nén bạc, vậy mà cũng tưởng là 3 nén vàng. Đã ngốc vậy thì ta sẽ... Này anh, 3 nén vàng này sẽ khó tiêu lắm, chi bằng anh đổi ra 6 nén bạc cho dễ tiêu hơn. Ừ nhỉ, anh có không đổi cho tôi với. Tôi có đây này, tôi đổi cho. Vậy thì tốt quá, tôi gặp mai rồi. Ta đổi cho hắn 6 nén gì mà hắn vẫn tưởng là bạc. Đúng là đồ ngốc. Này ông, đây là cái gì thế? Ôi trời ơi, đây là giấy mà anh ta cũng không biết sao. Vậy thì ta cứ nói là lụa cho sang. Đây là lụa, lụa đinh kiến, một loại lụa rất quý đây nha. Ồ, vậy sao? Vậy tôi có thể đổi mấy đồng bạc này của tôi để lấy chỗ lụa này được không? Đây là đồng gì chứ đâu phải bạc, nhưng mà cũng giá trị hơn mấy tờ giấy của mình nhiều. Thôi được, tôi đổi cho cậu. Cậu cứ mang lụa này tới kinh mà bán, cũng được khối tiền đó. Cảm ơn ông chủ. Người đâu mà ngốc thế cơ chứ. Đây là thiên địa phận của ta. Thiên địa phận sao? Thiên địa phận là gì? Là thứ có thể biết được mọi thứ trên thế gian này. Thế thì nó rất quý còn gì. Người này ngốc quá, chiếc trong trống mà cũng không biết. Mình nói đây là thiên địa phận mà cũng tưởng thật. Đúng rồi, nó rất quý. Vậy có thể đổi cho tôi được không? Tôi có lụa rất quý. Chẳng phải thứ này chúng ta đang cần sao? Chúng tôi sẽ đổi cho anh. Này cậu bé, cậu đang cầm thứ gì vậy? Anh ta không biết đây là con cánh cam sao? Ngốc thật. Đây là ngọc lưu ly, đeo nó vào người, về mùa hè thì mát, về mùa đông thì ấm, vô cùng quý giá. Chưa chắc đức hoàng đế đã có được. Thứ gì mà quý đến mức ngay cả hoàng đế cũng không có được. Này cậu bé, cậu có thể đổi cho ta được không? Ta có cái thiên địa phận rất quý. Ồ, được thôi, cái này chơi cũng hay. Tôi đã cho viên ngọc lưu ly vào chiếc túi này. Khi nào về tới nhà, anh hãy mở ra, kẻo nó bay mất nhé. Ta may mắn được hòn ngọc quý mà vua cũng chẳng có. Ta sẽ tới kinh thành, đem dâng lên vua viên ngọc này. Chắc là nhà vua sẽ thích lắm. Này người kia, làm gì mà ngó nghiêng trước cung điện của đức vua thế? Dạ bẩm ngài, tôi có viên ngọc lưu ly rất quý, muốn dâng lên nhà vua. Ngọc quý sao? Để cho ta xem trước. Trời ơi, ngọc của tôi! Ngài làm mất ngọc của tôi rồi. Tôi phải làm vất vả lắm mới có viên ngọc này.
Trời ơi là trời, tôi phải làm bao nhiêu năm vất vả để được trả ba nén vàng. Tôi đổi nó hết lần này tới lần khác để nó xin lời, rồi mới có được viên ngọc này dâng lên nhà vua. Vậy mà... Ta nghe cả rồi, thật là một người có tấm lòng trung thành. Phải làm bao nhiêu năm mới có một món đồ quý, vậy mà lại định dâng nó cho ta. Ừ, dạ, thưa bệ hạ, đó không phải là viên ngọc quý, nó chỉ là... Ta biết rồi, nhưng chàng trai này quả là người có tấm lòng trung thành. Ta sẽ thưởng cho anh ta châu báu ngọc ngà. Chàng mang tiền vàng cho nhà vua ban thưởng trở về quê và sống cuộc sống an nhàn, đồng thời cũng chia cho người dân nghèo để giúp đỡ họ. Chàng cũng ham học hỏi để trở thành người thông minh và được mọi người tôn trọng hơn. Cái cân thủy ngân. Ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có hai vợ chồng nọ làm nghề buôn bán nhỏ, nhưng người khôn của khó, việc làm ăn chẳng mấy khấm khá. Tôi thấy vợ chồng ta vất vả quá mà vẫn mãi đói nghèo, mua bán đều chi ly từng chút một, không lãi lời được một hoa một lạng. Chẳng lẽ cứ thế này mãi sao? Mình nói đúng, chúng ta phải tính kế thôi. Đấy, mình liệu mà tính. Có hai vợ chồng còn thế này, thêm con cái nữa thì có mà miệng ăn núi lở. Bao gạo nặng như thế này, tôi ước cũng phải được gần 30 kg. Sao? Đây, cân chỉ rõ có 19 kg, chứ tôi đâu có nghĩ ra. Anh có bán thì bán. Mong chị thương tình xem lại cho. Thật sự tôi đang rất cần tiền để mua thang thuốc cho con tôi. Cháu sốt cao quá. Nè anh, số cân đã rõ ràng như vậy, anh nói cứ như thể chúng tôi cân điêu cho anh không bằng. Có mấy cái cân gạo lẻ. Thôi mời anh đi cho, mới sáng ngày ra. Chị lấy giúp tôi đi ạ. 19 cân 35 cân thừa lạng. Cái cân thủy ngân này đúng là cứu tinh cho vợ chồng ta. Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại nhanh trí hơn người chế ra cái cân kỳ diệu cán rỗng đổ thủy ngân. Hai đầu bịch đồng, ma không hay, quỷ không biết này. Cứ như vậy, từ ngày chế ra cái cân thủy ngân, hễ khi cân hàng bán, vợ chồng dần dốc cán về đằng mốc. Còn khi cân hàng mua của ai thì dốc cán cân về đằng quả. Một cái cân vừa nặng vừa nhẹ được, bao giờ phần lợi cũng về mình. Nhờ buôn bán mánh khóe, không bao lâu vợ chồng dần trở nên giàu có. Họ sinh được hai cậu con trai khôi ngô, từ nhỏ đã ham học. Thiên hạ ai nấy đều khen là nhà có đại hồng phúc. Mình ơi, tôi tính thế này, mình muốn nói đến cái cân thủy ngân sao? Nhà mình bây giờ cũng đã khấm khá, lại được hai đứa con kháo khỉnh thông minh. Mình phải đem phá bỏ cái cân điên đảo này để dành đức lại cho các con. Mình nghĩ thế phải lắm. Vợ chồng mình đã từng dùng cái cân này lừa dối người khác bao nhiêu năm nay. Nay tôi tính chúng ta cần phải làm một lễ sám hối. Trên thì cúng Phật, dưới cáo cùng tổ tiên, rồi đem phá cái cân. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị cúng lễ thật tươm tất. Từ nay vợ chồng mình sẽ tu nhân tích đức để chuộc lại những sai lầm trong quá khứ, tránh điều dữ, làm điều lành. Tôi hiểu rồi. Vợ chồng cô Út ấy thế mà biết nghĩ trước nghĩ sau. Làm ăn khấm khá là hết lòng giúp đỡ hàng xóm, chia ngọt xẻ bùi. Ba mẹ ơi, cô chú Dần cho nhà mình gạo rồi, tối nay nhà mình không phải ăn khoai độn nữa. Anh chị ấy quả phúc đức quá. Vợ chồng Dần những tưởng từ đó cuộc sống sẽ thanh thản, bình an. Nhưng hai tháng sau, cả hai cậu con trai họ bỗng trúng cảm nặng, đột ngột rồi qua đời. Hai vợ chồng kêu gào khóc lóc thảm thiết. Ông trời đúng là không có mắt, sao lại cướp đi các con của tôi? Sao không để chúng tôi chết quách đi? Hai vợ chồng nghĩ rằng mình có bụng, cải ác vi thiện và trời đất không chứng quả. Rồi họ rầu rĩ khổ sở, chìm trong đau khổ vằn vặt,
không buồn động đến việc gì nữa. Gia sản xây dựng bấy lâu chẳng mấy mà khánh kiệt. Vợ chồng hai người hãy nên lo toan làm ăn tu tỉnh lại, chứ vội trách nhà trời không có mắt. Nếu các vị thánh thần, nếu trời đất có chứng giám cho chúng tôi, thì sao lại nỡ trừng phạt chúng tôi như vậy? Mất đi hai đứa con, chúng tôi như mất nửa phần đời còn lại, sống cũng không bằng chết. Vợ con nói đúng, xin ông hãy cho chúng con chết đi. Hai người nghe ta nói đây, trưa kia hai người buôn bán lừa lọc, trời đã sai hai con quỷ xuống đầu thai, phá tan cho hết gia sản của hai người gây dựng. May mà hai người sớm biết hối hận, cải tà quy chính, tránh dữ làm lành, trời mới sai bắt hai con quỷ ấy về. Đừng thương tiếc chúng làm chi nữa, hai người cứ ăn ở ngay lành, rồi phúc lành sẽ đến. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu mình ạ. Vợ chồng hai bác ấy ăn ở có tình lắm, lúc nào cân hàng cũng cân dư cho chúng ta, nhận phần thiệt về mình. Mong cho họ buôn may bán đắt. Từ đó hai vợ chồng luôn chăm chỉ lao động, tâm niệm làm nhiều phúc đức. Quả nhiên về sau họ lại sinh ra được những đứa con hiếu thảo, trọng nhân nghĩa. Cả gia đình cùng sống thanh thản, an bình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé. Ăn mãi không hết. Ồ, mình về rồi à. Hôm nay hời quá, có ông chủ lớn cho mình hẳn 5 quan tiền. Thế à, hôm nay tổng cộng tôi cũng được 4 quan tiền. Vốn liếng của vợ chồng mình khá phết rồi đấy nhỉ. Dạo này tôi thấy có nhiều tổ kiến, dấu hiệu bão lụt, mưa lớn sắp diễn ra đấy. Mình gom góp vốn liếng đông gạo để buôn, thế nào cũng trúng lớn. Ồ, ý kiến hay, bỏ cái nghề kia đi, tôi chán ngấy nó lắm rồi. Ông trời quả không phụ công người, giờ vợ chồng ta đã có ngôi nhà to, đẹp nhất làng rồi. Ơ, cái bà này, giờ nhà mình thiếu tiền hay sao mà còn tiếc rẻ mấy thứ này? Tôi muốn khi nhìn thấy chúng, vợ chồng mình không quên đi những khó nhọc mưu sinh ngày xưa. Ôi dào, vứt đi, tôi sẽ mua sắm cho bà đầy đủ. Không được, cái bà này hay thật. Làm gì? Trời ơi, cái ông này. Ông chủ, tôi muốn mua chiếc bình này. Nó là của tôi. Tôi nhìn thấy trước, vì thế tôi có quyền mua trước. Ai làm chứng cho anh là anh nhìn thấy trước? Thế này nhé, giờ ai trả tiền cao hơn thì tôi bán cho người đó. Tiền à, tôi không thiếu. Tưởng gì, tiền à, đây này. Thằng hầu đâu, về bảo bà lấy thêm tiền cho ta. À, tưởng ta sợ à, về bảo bà mang túi vàng ra đây. Thích khoe của à, anh tưởng tôi sợ chắc. Gì chứ, tiền thì thế nào tôi cũng có nhiều hơn anh. Còn lâu nhé, chưa biết ai hơn ai. Ôi dào, hai vị cần gì cãi nhau thế. Cứ trừng của cải của các ngài ra đây cho tôi xem. Ai thua thì phải nộp cho bên thắng một thúng vàng và được quyền mua chiếc bình cổ kia. Được, được, cách này hay, chúng ta thực hiện thôi. Khoan, chúng ta cần ký giao ước. Nếu ai thua cuộc thì mất toàn bộ gia sản, chứ không phải là một thúng vàng nữa. Nhất trí. Anh thấy chưa, anh có thứ gì thì tôi cũng có thứ ấy. Tôi không thua kém gì anh đâu. Được, được, mày mau mang thứ đó đến đây cho ta. Lo mà chuyển hết tài sản nhà anh sang đây. Thế nào, nhà anh có thứ này không? Gì cơ? Niêu đất à? Đúng rồi,
Chiếc nồi đất mẻ này của tôi từ thời các cụ để lại, nhà anh có không? Tôi đố anh bỏ tiền ra mua được chiếc nồi nào thế này đấy. Anh thua cuộc rồi nhé. Tôi vẫn giữ tờ giao ước ở đây. Anh chuẩn bị giao toàn bộ tài sản lại cho tôi đi. Mai tôi sẽ qua lấy. Trời ơi là trời, thế là mất trắng. Niêu đất ơi là niêu đất, ai dè cái thứ vứt đi lại làm nên nghiệp. Thật là được mùa chớ phụ ngô khoai. Trị thói bần tiện. Xưa ở một ngôi làng nọ, có một lão điền chủ rất bần tiện. Bần tiện đến nỗi cả vợ lão cũng không chịu nổi mà bỏ đi. Những người làm của lão suốt ngày bị lão săm soi, không ít lần bị đổ oan. Hôm qua mình nhớ là có cả thảy 15 miếng, hôm nay ăn hết 8 miếng, mà sao giờ còn có 5 miếng? Thằng ở đâu? Dạ, ông gọi con ạ. Mày làm gì dưới bếp mà lâu thế kia? Dạ, con đang ăn dở bát cơm nguội. Mày ăn cơm với gì? Dạ, con ăn quả cà muối ạ. Ông bị mất 2 miếng giò, có phải mày lấy ăn không? Dạ, dạ, con nào có dám lấy miếng nào. Con thề, con có lấy miếng nào thì trời đánh chết con. Con ruồi qua mặt ông, ông cũng biết là ruồi đực hay ruồi cái. Đừng có hồng mà giấu ông cái gì. Mai đã đến ngày gặt cánh đồng bên làng Đông, mày nhớ đi ra chợ mua ít thức ăn. Phải thuê đám người làm nên cần chuẩn bị trước. Vâng, để mai con đi chợ sớm. À, để tao đi với mày. Nếu không mày lại quen thói ăn bớt, ai mà biết được. Đúng là vắt cổ chạy ra nước. Mày vừa nói gì? Dạ, dạ, con có nói gì đâu ạ. Ông ơi, mua ít thịt được không? Không được. Tiền đâu mà đãi mồm cá ngảo ấy. Lựa món gì để lâu ngày mà không hư thì mua. Thế thì lựa cá khô ông nhé. Có mà để được hàng mấy tháng. Không được, cá khô nhạt thế, bọn nó ăn vẫn tốn lắm. Thôi, ông nghĩ rồi, ông với mày ra mua 2 bao muối, rồi về ướp cá vào đấy. Thế là ăn được lâu, cá lại không bị thối ương. Lũ người làm ăn dè thì lâu mới hết. Thế thì mặn chát, ai mà ăn được ông? Gớm, có mà ăn là quý lắm rồi. Không ăn thì nhịn, mày có đi mua không thì báo. Bán cho tôi 2 bao muối này. Vâng, ông cho tôi xin 2 đồng, cộng thêm với 5 hào, để tôi cho người chở hàng về cho ông. Ấy, không cần. Làm gì mà phải tốn đến tận 5 hào, cứ để thằng ở nhà tôi nó mang về nhà cũng được. Nhưng 2 bao muối to thế này, tôi sợ anh ấy không đủ sức vác nổi. Phải đấy thưa ông. Gì chứ, có 2 bao muối, làm gì mà không mang nổi, cứ để nó vác. Mệt, mệt quá ông ơi. Nghỉ một chút ông nhé. Mới có chút mà đã mệt. Mày đúng là ăn hại quá. Chỉ tốn cơm là giỏi. Ôi, ông ơi, đau quá. Đốt xương sống của con có khi bị thương mất rồi. Trời ơi, thế thì mày vẫn cố gánh 2 bao muối này về. Chứ làm thế nào bây giờ? Ông ơi, thế thì cả xương sống của con gãy mất rồi. Rồi lại phải gọi thầy Lan, có khi tốn đến 10 đồng, xong con lại phải nằm nghỉ đến tháng trời nữa đây. Cái thằng ăn hại, thế làm gì bây giờ với 2 bao muối? Đấy, tốn 5 hào ông không muốn, giờ phải khổ thế này đây. Hay là ông chịu khó gánh thai con, chứ giờ giữa đường giữa nẻo thế này. Thằng này láo, mày lại dám bảo ông phải gánh muối hả? Ông ơi, hay là mình đi giấu tạm 2 bao muối dưới đám lau sậy gần mép sông kia, rồi mai mình đến sớm lấy xe bò chở về, chứ giờ trời tối mất rồi. Lỡ người ta thấy lấy mất thì sao? Ông ơi, lo gì, ai mà xuống cái mép sông đầy lau sậy ấy làm gì chứ. Thôi được, ai bảo mày vô dụng không vác được bao muối, giờ thì đành thế thôi. Thế là xong. Thôi về đi. Đi sớm thế này thì cốc sợ đứa nào phát hiện ra bao muối của ông. Thằng kia, sao chẳng thấy đám lau sậy nào nữa cả.
muối của tao đâu. Không xong rồi ông ơi, đêm qua nước nổi lên ngập luôn chỗ ông con mình để muối rồi. Hôm nay là ngày con nước lên mà. Cũng tại mày ngu quá. Mau, mau xuống mò muối lên cho ông. Ông ơi, sâu lắm, con chẳng thấy gì cả. Ôi, đồ ơi, cứu ông. Ông không biết bơi. Ông ơi, chờ con chút, để con tìm muối rồi kéo ông lên sau nhé. Cứu, cứu. Con sang cứu ông ngay vậy. Ông ơi, ông tỉnh chưa? Mình xuống tìm muối tiếp thôi. Tìm cái đầu mày ấy. Mày suýt hại chết ông rồi mày biết không? Tại ông cứ giục con mò bao muối cho ông đấy chứ. Chả phải vừa rồi con cũng vừa liều mạng cứu ông mà ông nói con thế. Ông ơi, thế có cần mua lại hai bao muối không? Tao cấm mày từ nay nhắc đến từ muối nữa, biết chưa? Sự tích cây chuối. Ngày xưa, rất xưa, cứ 3 năm một lần, thần cây lại mở cuộc thi cây. Các con của thần mang những giống cây mới đem về để thần chấm giải. Đã 3 năm rồi ta mới được gặp lại các con. Các con ai cũng đã cố gắng. Loại cây khiến ta hài lòng nhất là cây con cả. Ta tuyên bố người đoạt giải cuộc thi cây lần này chính là con cả. Anh cả giỏi giang nên lần nào cũng được nhận giải nhất. Mình chắc chẳng kỳ vọng gì cả. Chỉ cần được sống bên vợ con mình là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Mình chẳng cần gì hơn nữa. Mình ơi, anh về rồi đây. Cuộc thi lần này chàng có được giải gì không? Mà sao trông chàng vui thế? Ta không được giải gì cả. Nhưng cứ nghĩ đến nàng và con là ta liền thấy hạnh phúc. Với lại, ta đã nói với nàng là ta chẳng kỳ vọng gì ngay từ đầu rồi mà. Thời hạn 3 năm đi qua rất nhanh. Lần tới ta vẫn chưa biết phải nghĩ ra cây gì để đem đi thi đây nàng à. Hay là chàng hãy tạo nên một giống cây vừa bụ bẩm vừa xinh đẹp như con. Mấy nữa con lớn vừa có thứ để vui chơi, lại vừa có quả thơm ngon nuôi con chóng lớn. À, phải rồi, ta sẽ tạo một loại cây cho con trai của chúng ta. Cảm ơn nàng đã gợi ý cho ta nhé. Ơi, vậy chàng hãy tự tạo giống cây đi, em sẽ giúp chàng trồng cây. Vậy là ngày mai chúng ta có thể thu hoạch quả của cây rồi. Chúng ta sẽ đem hạt của cây trồng khắp rừng luôn, mình nhé. Trời ơi, những quả chín của cây ở đâu hết rồi? Chàng ơi, em nghe nói có một con chim ác to lớn từ một nơi xa bay đến khu rừng của chúng ta. Nó chuyên lấy cắp những hạt giống của các thứ cây quý rồi bay đi. Vậy thì ta phải làm sao để cho giống cây mới của ta không bị con chim ác kia đánh cắp được? Ta đã nghĩ ra cách rồi. Ta sẽ không cho giống cây mới sinh ra cây con bằng hạt nữa, mà sinh ra từ gốc. Quả cây vẫn có hạt. Nhưng hạt ấy dù có gieo xuống đất, có chăm sóc mấy, nó cũng chẳng bao giờ nảy mầm được. Chàng thật là giỏi quá. Thế là con chim ác sẽ chẳng thể đánh cắp được giống cây của chúng ta nữa rồi. Trời ơi! Lần này ta sẽ đích thân bắt con chim độc ác đó cho bằng được. Nhất định ta sẽ bắt được Mi. Con chim ác đã bị ta vồ hụt, chắc hẳn sẽ rất sợ bàn tay của ta. Ta sẽ xếp quả của cây thành từng khóm hệt hình các bàn tay xòe ra. Như thế nó sẽ sợ và không dám phá cây nữa. Quả nhiên sau khi tạo hình dáng quả của cây thành hình những bàn tay, con chim ác không còn dám bay tới phá phách nữa. Vợ chồng tiêu lá đem giống cây nhân lên khắp rừng.
ta rất vui mừng vì kỳ thi này tất cả các con đều có mặt ở đây và đều mang những giống cây mới về dự. Bây giờ các con hãy nói về cái hay, cái quý của giống cây mình mới tạo nên đi. Nào, con hãy nói về cây của con cho ta nghe. Dạ thưa cha, từ thân cây, lá cây đến quả của cây con đều xuất phát từ tình yêu thương con trai của con mà sáng tạo nên ạ. Cha hãy nhìn xem, thân cây tròn trĩnh như tay chân của thằng bé, mát mẻ như da thịt của con trẻ. Lá có thể dùng để che nắng, che mưa để bọn trẻ đi chơi. Còn quả chín thơm ngọt như có mùi sữa và mật quyện với nhau ạ. Ta tuyên bố cuộc thi năm nay giải nhất sẽ thuộc về giống cây rất mới lạ, vừa xinh đẹp vừa mang đầy tình yêu thương con trẻ của Tiêu Lá. Cây mà chàng Tiêu Lá nghĩ ra chính là cây chuối ngày nay. Người ta gọi là cây chuối, có lẽ vì lần dự thi ấy, cây của Tiêu Lá xếp ở hàng cuối, sau này độc chệch ra. Tiếng cuối biến thành tiếng chuối, như người ta vẫn thường gọi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Đi tìm đối thủ. Ôi, kia là con dây mà hôm qua đã hút mình kìa. Đúng rồi, chính là nó. Sao, lại muốn ta hút cho một cái nữa à? Nào, lại đây. Ở khu vườn này ta là mạnh nhất, không có ai có thể đọ được với cặp sừng này của ta. Này gà trống, tôi muốn hút. Nào, ta hút nhau một cái chơi. Để cho ta yên, ta phải kiếm mồi. Sợ rồi hả? Mà ngươi làm gì có sừng mà hút chứ? Ê, ta hút nhau một cái chơi nào. Ơi, không. Quái, sao chẳng có con vật nào để mình thách đấu thế này. Gà và lợn nhìn thấy mình đã sợ chết khiếp rồi. Mình đúng là vô địch. Hay quá, có con cừu kia rồi. Mình phải lại gần thách đấu với nó mới được. Nào, ta hút nhau một cái chơi. Đi chỗ khác, hãy để ta yên. Ta không mặt mũi nào đi hút nhau với chú. Nhưng tôi muốn. Thôi, ta cứ hút nhau một cái xem ai thắng. Nào, vào đi. Chắc nhìn thấy mình là sợ rồi, không dám hút nữa chứ gì. Đây, Kỷ, mày xuống đây. Ta với mày hút nhau chơi xem ai thắng. Thôi đi, ta không muốn hút nhau với ngươi. Quái thật, sao không có ai dám hút nhau với mình? Ngứa ngáy, khó chịu quá. Ê chó, ta hút nhau một cú xem ai thắng nào. Nào vào đi, ai cũng sợ cặp sừng này của ta nên không ai dám hút ta. Nào, ngươi xông vào đi. Thôi được, nào, bắt đầu nào. Ôi, khoan đã, ta muốn hút thế mà ngươi lại làm gì vậy? Còn ta thì muốn cắn. Ôi, đau quá, ta muốn hút cơ mà. Đừng tưởng mình mạnh mẽ, ngươi có sở trường là hút, nhưng người khác cũng có sở trường khác mạnh hơn ngươi đây. Ôi, đau quá. Trời đánh, tránh miếng ăn. Thank you.
phó khoản. Những ngày mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống chốn nhân gian thanh bình, yên ổn. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, suôn sẻ. Với những người nông dân sống bằng việc đồng áng, mọi trông mong của họ đều đổ dồn vào một vụ mùa bội thu. Thời tiết thì thất thường, khi thuận lợi, có lúc lại khó khăn. Vụ mùa thất bát làm bao gia đình bữa đói bữa no. Cuộc sống phụ thuộc vào thiên nhiên, vì thế mà bấp bênh không ổn định. Bây giờ cha ra đồng, con ở nhà chịu khó chăm sóc mẹ nha. Dạ vâng hả, nắng quá thì cha về nhà nghỉ cho đỡ mệt nha cha. Mẹ ơi, mẹ uống thuốc cho chóng khỏi ạ. Tội nghiệp con, con nhỏ vậy đã phải chăm sóc cho mẹ. Con lớn rồi mà, nhìn cha mẹ vất vả, con lại chẳng giúp được gì. Con gái mẹ thật ngoan và hiểu chuyện. Để con đi nấu cơm cho cha mẹ ăn nha, trưa cha về chắc sẽ đói bụng lắm. Hết gạo mất rồi. Còn gạo không con? Dạ vẫn còn mẹ ạ. Thôi chết, nấu được ít cơm quá. Cơm ít như thế này cha mẹ ăn lại không đủ. Có cách rồi. Thật quá đáng mà. Bà xem, con bé kia thật ích kỷ. Nhà thì nghèo, mẹ đang ốm, cha vất vả đi làm, thế mà nó nỡ ăn vụng hết cơm trước khi cha mẹ nó ăn. Cô bé đó có gương mặt rất lương thiện mà. Tôi phải bẩm lên Ngọc Hoàng trị tội con bé này mới được. Nè, ông cứ tự tự xem sao đã. Còn xem cái gì nữa, 2 năm rõ 10 vậy rồi. Kẻ bất hiếu phải bị nghiêm trị. Ngươi thật không biết thương cha mẹ khó khăn, nhẫn tâm dành hết miếng ngon về mình trước. Ngươi đã lén ăn vụng hết cơm dưới bếp, không màng tới mẹ đang ốm, cha vất vả làm đồng. Hôm nay ta sẽ trừng phạt nhà ngươi. Thần Sấm, xin dừng tay. Thưa thần Sấm, lúc con tôi vốn là đứa trẻ ngoan, hôm nay do còn non dại đã có hành vi sai lầm, lệnh trời tôi không dám cãi cự. Chỉ xin thần cho cha mẹ, con cái chúng tôi cùng ăn một bữa cơm cuối cùng thôi. Thôi được, để ngươi là người lương thiện, ta sẽ cho gia đình các ngươi được ăn một bữa cơm cuối cùng bên nhau. 3 canh giờ nữa ta sẽ quay lại trừng phạt con bé này. Búp bà, chuyện thần Sấm vừa nói là thế nào hả con? Con không phải. Con không phải, con tham miếng ăn đâu cha. Được rồi, cha biết Búp là cô bé ngoan mà. Đúng rồi, Búp của mẹ. Con nấu cơm trưa thì trong bồn hết gạo. Con nghĩ cha mẹ thấy ít, nhất định sẽ nhường cho con. Mất công cha mẹ lại đói, nên con đã hấp hết nước cơm cho nó. Tới bữa không cần phải ăn nữa. Búp bà, con gái. Đàn ông trụ cột gia đình mà không lo cho vợ cho con đủ cái ăn, tôi đáng bị trừng phạt mà. Không cha ơi, cha ngày nào cũng vất vả ngoài đồng mà. Thôi, hai mẹ con ăn cơm đi, lát nữa Sắm tới, lúc đó cha sẽ xin thần trừng phạt cha mà tha cho con. Không, hãy để tôi chịu tội. Tôi ốm yếu, sống chỉ thêm gánh nặng cho hai cha con mà thôi.
Vậy thì chúng ta sẽ xin thần sấm trừng phạt tất cả đi, để gia đình mình cùng chết, cùng được bên nhau với suối vàng nha. Đó, ông thấy chưa? Lúc nào cũng nóng nảy à. Thì tôi cũng đã cho họ thêm 3 canh giờ chứ đã hành hình đâu. Ông thấy không? Người cha kia chỉ là một nông dân nhưng rất cẩn trọng. Chuyện lớn xảy ra, ông không vội trách móc mà hỏi han, lắng nghe con mình giải bày. Giờ tính sao? Không hành hình con bé nữa thì hóa ra tôi sai à? Thật mất mặt mà. Làm sao có thể hành hình một cô bé hiếu thảo như vậy được? Còn chuyện mặt mũi của ông thì... Các người, giờ hành hình đã tới, nhưng lại nhằm trúng giờ ăn, nên ta không thể ra tay. Luật lệ của thiên đình là không hành hình kẻ đang ăn uống. Sự tích tháp báo ân. Ngày xưa, ở xã Bình Quân, huyện Cẩm Giàng, có vợ chồng một phú hộ nọ, sinh được mỗi một cô con gái. Cô xinh đẹp nhất làng, tính nết lại dịu dàng, hiền hậu. Nhân nhà cô có lôi thầy mở lớp dạy chữ, phú hộ cũng cho con gái theo đòi nghiên bút. Cô rất thông minh, học chóng tiến tới, chẳng bao lâu đã thông kinh sách. Nghe tin cô đẹp người, tốt nết, lại hay chữ, bọn con trai quanh vùng cũng đã nhiều kẻ đến đòi cưới nàng về làm vợ. Con gái ta phải sánh duyên với người nào văn chương lỗi lạc, chứ về với bọn phàm phu tục tử thì thật uổng phí xuân xanh một đời. Nhưng không ngờ thật là trớ trêu. Trong người cô mang một chứng bệnh mà thầy thuốc đành bó tay. Đó là bệnh hủi. Tại sao con lại mắc phải căn bệnh quái ác này chứ? Không sao, dù ai có nói gì, con vẫn là con của ba mẹ mà. Cha, con muốn ra ngoài ở, bệnh của con dễ lây lắm, con không muốn làm khổ cha mẹ nữa. Và thế là phú ông đành phải làm một ngôi nhà bên cạnh đường, nhưng xa làng, để cho cô ở riêng biệt. Một năm sau. May quá, đúng trời mưa to thì mình nhìn thấy căn nhà này. Phải xin vào trú tạm qua đêm nay vậy. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Tôi là người qua đường, trời mưa to quá, xin cho trú nhờ qua đêm nay. Xin hãy đi kiếm chỗ khác mà trọ, ở đây nhà cửa tôi chật chội, không ở được đâu. Tôi là cử nhân họ Trần, đi thi hội. Vì làng xóm còn quá xa, trời lại mưa to, xin cho tôi ngồi trước hiên chờ trời tạm ráo. Nếu không tiện thì tôi sẽ đi. Chàng vào đi, kẻo mưa lạnh. Bố mẹ đi vắng cả, chỉ có tôi ở nhà. Mời chàng trọ lại đây thật là bất tiện. Nhưng nay thấy chàng đi đường mệt nhọc và ướt át, chẳng dám khăng khăng giữ lễ. Vậy mời chàng cứ nghỉ lại đây. Đa tạ nàng hết lòng giúp đỡ. Tôi cũng không ngờ nàng lại là kẻ theo nghiệp sách đèn. Chẳng hay nàng là con gái nhà ai, bố mẹ làm gì? Cô gái nói thật tất cả, trừ cái bệnh của mình. Thấy cô học giỏi, anh học trò bèn cùng cô sướng họa. Hai bên đối đáp với nhau đến khuya. Chúng ta dù sao cũng có duyên gặp mặt, ta rất mến nàng. Nếu không chê, nàng có đồng ý làm vợ ta không? Phận thiếp xấu số không đáng là kẻ nâng khăn sửa túi cho chàng. Xin chàng hãy để tâm vào việc thi cử trước mắt. Một lời vàng đá thề quyết trăm năm, xin nàng hãy chịu khó chờ. Chuyến này dù đổ hay hỏng,
ta cũng sẽ cậy người đưa Lục Lễ đến trước nàng làm vợ. Ta may mắn được chàng thương tới, nhưng chàng đâu có biết ta bệnh hoạn khốn khổ thế này. Nếu chàng mà biết thì ta còn mặt mũi nào, chẳng thà chết quách đi còn hơn. Tuyệt vọng, trong một cơn phẫn chí đến cực độ, nàng bỗng dưng ngất đi, hồn lìa khỏi xác lúc nào không biết. Lại nói chuyện về anh học trò, sau khi giả từ đi luôn mấy ngày mới đến kinh kỳ. Vào trường thi, chàng làm bài rất trôi chảy, nhưng khi vào kỳ cuối, bài văn sách đều đề ra có phần hiểm hóc, làm anh ngậm bút mãi. Thôi chết, mình nhầm đoạn cuối rồi, chết thật. Đã hết giờ thi, xin mời các sĩ tử nộp bài. Lúc quan chủ khảo chấm thi, khi chấm đến bài của anh học trò họ Trần thì... Đoạn đầu thì có vẻ rất tốt, rất hay, nhưng đoạn sau thì lạc đề quá. Ôi, sao thế này? Tự dưng lại cứng hết tay là sao? Lại buồn ngủ nữa chứ. Đây là quyển thi của chồng tôi, xin ngài làm ơn rộng bút cho. Cô là ai và ở đâu? Tôi là con gái họ Nguyễn, quán xã Bình Quận, huyện Cẩm Giàng. Xin thầy hãy vớt cho bài thi của chồng tôi và cho chàng đỗ đạt. Thí sinh này hẳn có âm công gì đây, nên âm hồn theo từ xa để báo, ta cũng không nỡ thẳng tay. Anh đáng lý không được đổ vì bài văn sách không đạt phần kết, nhưng vì cô gái ấy đã báo mộng nên ta đã châm trước. Linh cảm có điều không hay đã xảy đến với cô gái họ Nguyễn. Chàng họ Trần tức tốc quay lại nơi cũ. Tại sao nàng lại ra đi đường đột như thế? Sao không giữ lời hẹn ước của chúng ta? Vậy là nàng mất sau khi mình đi một ngày. Như thế là hồn nàng đã theo ta đến kinh kỳ để giúp ta khỏi bị đánh hỏng bài thi. Mặc dù nàng đã chết, nhưng chàng họ Trần vẫn xin làm rể phú hộ, vì một ngày cũng là nghĩa phu thê. Không lâu sau, người ta thấy một tòa tháp nhỏ được xây lên trước ngôi nhà, có đề nơi an nghỉ của vợ tiến sĩ họ Trần. Sau này, dân chúng quanh vùng gọi tháp ấy là tháp báo ân, để tưởng nhớ công lao của nàng đã giúp chàng trai thuở nào đỗ đạt làm quan. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Đặt bẫy bắt gà. La la, la 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 la. Gió mát thế này là mục rất là thích nhất. Cái gì vừa chạm vào đầu mình vậy? Chuyện gì thế này? Sao trời đất bỗng dưng tối om? Trời ơi, bầu trời chuẩn bị sập xuống rồi. Mình phải chạy đi báo cho sư tử biết thôi. Cháu đi đâu vậy gà con? Ôi bác gà mái ơi, bầu trời sắp sập xuống rồi. Cháu đang đi tới nói cho sư tử biết đi. Sao cháu biết trời sập xuống? Bầu trời rơi chạm vào cả đầu cháu, chắc chắn là sắp sập xuống rồi. Bác không thấy trời tối đen lại thế kia sao? Ôi, cho bác đi với. Chạy thôi, chạy thôi. Kìa, gà con đi đâu mà vội thế? Này này, chị gà mái, có chuyện gì mà vội thế? Không xong rồi con vịt ơi, trời sắp sập rồi. Trời sập sao? Đây, đứng lại cho tôi hỏi cái đã. Quái, sao trời lại sập được nhỉ? Nhưng cả gà con và gà mái đều chạy hốt hoảng thế kia chắc là thật rồi. Mình cũng phải chạy thôi. Này này, đợi tôi với. Ôi trời ơi, sao đói thế này? Từ hôm qua đến nay chưa có cái gì vào bụng cả. Không lết nổi chân đi nữa rồi. Đói quá đi mất. Trời sập, chạy nhanh đi các bạn ơi. Cái gì? Trời sập là sao? Trời sập rồi, chạy nhanh thôi, chạy thôi. Chà chà, đàn đói lại có chú gà chạy đến thế này. Trời có sập mà được no bụng thì cũng yên lòng. Chạy thôi, chạy thôi. Các bạn đi đâu vậy? Trời sắp sập xuống rồi, chạy thôi bác cáo ơi. Quái,
cái gì mà trời sập chứ. Mà sao cả gà và vịt cũng hốt hoảng chạy theo thế kia. Lạ thật. Này này, trời sập thật hả? Tôi thấy gà mái vừa chạy vừa nói thế. Cả gà con cũng chạy vội vã thế kia. Phải chạy thôi. Tôi thấy gà con nói thế. Bầu trời chạm vào đầu cậu gà con đấy. Mà bác không thấy trời tối sầm lại gió lớn thế kia sao? Trời tối sầm, gió lớn ư? Không phải sắp có cơn giông kéo đến hay sao mà lại hô hoáng nhau là trời sập? Bọn gà vịt này đúng là chả biết suy nghĩ tí nào cả. Được lắm, thế là đỡ cảnh đói rét rồi. Này này, mọi người định chạy đi đâu thế? Chúng tôi đi báo cho sư tử báo cáo ạ. Đúng rồi, trong rừng này sư tử là vua. Phải báo ngay cho sư tử để thông báo đến cho muôn loài cùng tránh tai họa chứ. Nhưng mọi người chạy đi hướng nào thế? Chúng tôi đi tìm sư tử mà. Mọi người đi sai hướng rồi. Vừa nãy tôi thấy sư tử đi hướng khác cơ. Vậy sao? Đúng, tôi vừa thấy sư tử đi về hướng kia kìa. Đi theo tôi. Vâng, bác dẫn đường cho chúng tôi nha. Đi theo ta nào lũ ngốc. Đây, vừa nãy tôi thấy sư tử đi vào trong kia kìa. Nhanh nhanh vào báo cho sư tử thôi. Cứu tôi với, cứu với. Đau bụng rồi. A vô theo người khác mà chẳng có tí lập trường lý trí nào thì xứng đáng làm mồi ngon cho ta. Thiên hạ xưa nay vẫn thường dễ chết vì tin theo lời đồn nhảm mà. Kẻ hà tiện và người hào phóng. Ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có một kẻ hà tiện và một người hào phóng cùng chung nhau một cửa tiệm tạp hóa. Mỗi khi bán hàng cho khách, kẻ hà tiện thường ăn bớt một chút đồ của khách, trong khi người hào phóng thì ngược lại. Này anh, bán hàng mà cứ bớt sáng của khách như thế là không nên đâu. Cách bán hàng của anh mới là không nên. Anh bán mà toàn thêm cho khách thì chúng ta còn bao nhiêu là lãi chứ. Chúng ta vẫn có lãi đấy chứ. Bán hàng mà cứ bớt của người ta đi thì rồi người ta cũng không mua của mình nữa đâu. Tôi và anh không hợp bán hàng chung với nhau đâu. Hay là chúng ta chia cửa hàng ra đi. Tôi bán với một người như anh á, tôi cũng khó chịu lắm. Ừ, thì tùy anh vậy. Nếu anh muốn chia ra thì chia. Tôi cũng chả muốn ở đây bán hàng chung với anh nữa đâu. Anh trả tôi tiền một nửa cửa hàng này, tôi sẽ đi. Ờ được, vậy thì cứ làm như thế đi. Vậy là họ chia nhau của cải. Kẻ hà tiện lấy cửa hàng và đồ đạc, còn người hào phóng thì cầm tiền và ra đi. Người hào phóng cứ đi suốt ngày suốt đêm, tiện đâu ngủ đó. Rồi một ngày, anh ta tới gần một thành phố. Ôi trời ơi, vậy là mình không kịp vào thành phố thì trời đã tối rồi. Có lẽ phải tìm chỗ nào đó để ngủ lại, rồi sáng mai vào thành phố thôi. Ồ, kia có đống rơm thật là ấm áp, ta có thể đi ngủ đêm nay rồi. Chúng mày biết không, trong cung điện, hoàng tử đang bị ốm đó. Nhà vua đã cho mời những thầy lang giỏi nhất đất nước, nhưng mà vẫn chưa chữa được bệnh cho hoàng tử. Nhà vua tức giận đã nhốt tất cả các thầy lang vào ngục rồi. Có cách chữa mà, họ không biết đó thôi. Có cách à, cách gì thế? Lấy một ít dầu, đun cho ấm lên, rồi xoa vào lòng bàn tay của hoàng tử, là hoàng tử sẽ khỏi thôi. Lại một thầy lang nữa bị bắt và nhốt vào ngục vì không chữa được bệnh cho hoàng tử. Này các bác ơi, cho tôi hỏi, sao thành phố mình có chuyện gì mà toàn cảnh bắt bớ thế này chứ? Anh chắc từ nơi khác tới nên không biết, hoàng tử đang lâm trọng bệnh sắp mất rồi. Nếu hoàng tử mất thì có thể nhà vua sẽ cho những thầy lang chữa bệnh phải chết theo. Mình muốn chữa bệnh cứu hoàng tử và cứu cả những thầy lang kia. Nhưng liệu những lời của ba chú dê hôm qua nói có đúng không ta? Nếu không đúng thì mình cũng sẽ bị nhà vua xử tội chết mất. Nhưng cứu người không thể chậm trễ được. Mình sẽ liều một phen xem sao. Tôi có thể chữa khỏi cho hoàng tử. Hãy đưa tôi vào cung. Người nói thật chứ? Người có thể chữa bệnh được cho con trai của ta sao? Nếu như người không chữa được thì sẽ phải chịu tội chết. Còn nếu người chữa được
thì ta sẽ ban cho ngươi rất nhiều vàng bạc. Nào, hãy vào tới chỗ con trai ta đi. Xin bệ hạ, hãy cho người mang một chút dầu được đun ấm lên đây cho thần ạ. Các ngươi, hãy mang dầu đun ấm lên đây. Cha, con đã ngủ bao lâu rồi ạ? Con trai ta đã khỏe lại rồi, người đâu, mau lấy vàng bạc ban thưởng. Thưa bệ hạ, thần không cần vàng bạc đâu ạ, chỉ xin bệ hạ hãy tha cho các thầy lang thôi ạ. Người thật có tấm lòng nhân ái và cao thượng. Thôi được, ta sẽ thả các thầy lang ra, nhưng vẫn sẽ ban thưởng cho ngươi. Được nhà vua ban thưởng rất nhiều vàng bạc, người hào phóng mở một cửa hiệu thật lớn ở thành phố. Vì vốn tính hào phóng, bán hàng rẻ nên cửa hiệu của anh ta rất đông khách. Việc làm ăn ngày càng khấm khá. Trong khi đó, cửa hàng lâu nay chẳng có khách gì cả. Có lẽ mình phải đi tìm hiểu xem sao. Này chú muốn đi tìm hiểu xem tại sao cửa hàng của chú không có khách à? Muốn tìm hiểu thì lên thành phố kia kìa. Có một cửa hiệu đông khách lắm à. Tiếng đồn lan tới tận thị trấn này rồi. Mọi người khắp nơi đổ về đó mua hàng luôn ấy. Hả? Thật vậy hả bác? Tôi phải đi lên thành phố một chuyến xem sao. Kia chẳng phải là anh bạn bán chung cửa hàng với mình trước đây sao? Làm thế nào mà anh ta có thể được như vậy chứ? Kìa ông bạn, lâu lắm rồi mới gặp lại. Vào đây thăm cửa hàng của tôi đi. Ở lại đây với tôi một tuần nha. Tôi sẽ đưa anh đi chơi thành phố. Ôi, ông bạn vẫn nhận ra tôi à? Cảm ơn tấm lòng hào phóng của bạn. Chúng ta dù sao cũng là chỗ thân tình mà. Anh bạn có thể cho tôi biết tại sao anh lại mở được cửa hàng to thế này và trở nên khá giả thế này chứ? Chuyện là như thế này. Hồi tôi từ bỏ cửa hàng của chúng ta để lên thành phố. Anh quả là người gặp may. Vậy tất cả cũng chỉ là do anh may mắn thôi đấy chứ. Thôi tôi đi về nha. Khi nào lên thành phố thì lại tới đây với tôi. Vâng, cảm ơn anh đã tiếp tôi rất chu đáo. Kia rồi, ở kia hẳn là đống rơm mà anh bạn mình đã nằm ngủ. Chúng mày ơi, hôm nay thành phố chúng ta có chuyện gì mới không? Nói nhỏ thôi, kẻo có người nghe thấy đó. Lần trước chúng ta nói chuyện, có kẻ chui trong đống rơm đã nghe thấy và chữa bệnh cho hoàng tử đó. Nếu vậy, để tôi đi kiểm tra xem có ai trong đống rơm không, rồi chúng ta hãy nói chuyện cho thoải mái. Trời ơi, chạy, nóng quá, cứu tôi với, cứu tôi với. Thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi cho lại sức, vết bỏng trên người rồi cũng sẽ khỏi thôi, đừng lo. Nếu tôi không tham lam thì cuộc đời tôi cũng không ra nông nỗi này rồi. Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện. Vì tham lam ăn bớt ăn xén hàng của khách nên cửa hàng tôi mới không có ai tới mua hết. Cũng tại tham lam nên tôi mới bị đốt suýt chết như vậy nè. Anh đừng có suy nghĩ nữa, cứ chữa khỏi bệnh rồi ở đây bán hàng cùng tôi. Anh hiểu ra rồi thì từ nay chúng ta lại có thể làm việc chung được rồi. Anh tốt quá, anh đúng là người hào phóng. Người như anh luôn gặp may mắn cũng đúng thôi. Từ nay tôi sẽ noi gương và học tập anh. Lão Điền Chủ Agari. Ngày xưa, có vợ chồng người nông dân nghèo khổ nọ tên là Iri. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ cạnh một khu nhà lớn của lão điền chủ vô cùng giàu có tên là Agari. Mình nè, mình có hối hận khi đã lấy tôi không? Sao tự nhiên mình lại nhắc đến chuyện này? Chúng ta có nhà, có nơi, có chốn mà nương tựa vào nhau là hạnh phúc lắm rồi mình đã. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ rồi, thế mà tôi chẳng lo nổi bữa cơm tử tế để đón năm mới.
Tôi thấy có lỗi với mình quá. Hay là để tôi sang nhà lão điền chủ Agari vay chút gạo với bột làm bánh nha. Lão ta sẽ chẳng cho mình vay mượn bất cứ một thứ gì đâu. Người ta thường rộng lượng với người nghèo khó mỗi dịp năm mới sắp về. Mình cứ thử để tôi sang đó vay ông ấy xem sao. Lão bị điên hả? Cho lão vay rồi đấy, nhà tôi xui xẻo cả năm mà. Thôi, lão xéo ngay đi. Vài ba bữa nữa tôi hứa sẽ đem trả cho ông mà. Xin ông đó. Còn không mau cút xéo đi. Giờ này rồi mà còn ai gõ cửa nữa? Mau ra mở cổng. À vâng, thưa ông. Thật là bất tiện khi tôi làm thế này, nhưng quả thật tôi không biết ngủ ở đâu cho qua đêm nay. Xin ông hãy rủ lòng thương. Cút. Xin ông, tôi không biết đi đâu nữa cả. Còn không mau cút khỏi nhà tôi. Này ông lão, khoan hãy đi. Nhà tôi tuy nghèo nhưng bà lão vợ tôi tốt bụng lắm. Nếu ông không chê thì hãy về nhà tôi ngủ tạm qua đêm nay đi. Cảm ơn ông. Vậy tôi xin phiền ông nha. Mình ơi, tôi không mượn được gạo với bột, nhưng tôi mang về một vị khách này. Chào ông. Hiếm khi nhà chúng tôi có khách lắm. Mời ông vào trong này. Tôi vừa nấu cháo kê chín rồi. Đợi chút nữa tôi mang lên ngay nha. Bà lão, xin hãy đợi một chút. Cảm ơn bà đã chào đón tôi. Nhờ bà hãy làm theo lời tôi. Lấy một chiếc ấm rửa thật sạch, đổ đầy nước vào đó, rồi bỏ ba chiếc lá này vào ấm và bắt lên bếp lửa nha. Nhưng cái đó để làm gì vậy? Bà cứ làm theo lời tôi, rồi đến lúc nước sôi bà sẽ rõ thôi. Ôi, là gạo trắng mình ơi. Trời ơi, không biết bao nhiêu lâu rồi tôi mới nhìn thấy gạo trắng ngon như thế này. Chúng ta đang mơ đúng không mình? Nào, bây giờ bà hãy đem chiếc ấm đựng gạo rửa sạch như chiếc ấm lúc nãy, rồi đem lại đây nha. Dạ được chứ, tôi sẽ đi lấy ngay. Chiếc ấm lại sôi rồi kìa. Ôi, tuyệt quá. Chừng này chúng ta có thể làm được một mâm cỗ thịnh soạn rồi. Hai ông bà đều đã già cả rồi, không có của cái cũng chẳng có con. Nếu bây giờ cho ông bà lựa chọn giữa trẻ lại và của cái, ông bà sẽ chọn điều gì? Chúng tôi muốn trở lại thời vẫn còn là thanh niên. Lúc ấy chúng tôi còn khỏe, chúng tôi có thể làm việc. Và nếu chúng tôi gặp nhau sớm hơn, chúng tôi sẽ có thể sinh nhiều đứa con nữa. Nhưng đó chỉ là mong ước của chúng tôi mà thôi. Vì ông bà là những người hiền lành tốt bụng, nên tôi sẽ giúp ước muốn của ông bà trở thành hiện thực. Nào, ông bà hãy cùng uống nước này đi. Ôi, mình ơi, ước mơ của chúng ta trở thành sự thật rồi. Chúng ta có thể đi kiếm tiền bằng sức của mình mà không lo bị đói nữa. Rồi chúng ta sẽ sinh thật nhiều con mình nha. Cảm ơn ông nhiều lắm. Bây giờ ông bà hãy làm theo lời của tôi thêm một lần nữa nha. Bà Iri, hãy sang nhà lão điền chủ Agari và hỏi lão vay mấy viên thang về đây được chứ? Dạ được chứ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Sao trông cô ta thấy quen quen mà ta chẳng thể nào nhớ ra nổi. Tôi chính là bà lão hàng xóm ngay cạnh nhà ông chứ ai. Tôi sang đây để mượn ông mấy viên thang, ông cho tôi mượn được chứ? Là bà lão hàng xóm ư? Làm sao một bà lão già nua xấu xí lại có thể trở thành một cô gái trẻ đẹp thế này được? Chuyện là như thế này. Cái lão nghèo rách rưới ấy có thể làm nên những điều kỳ diệu như vậy sao? Vậy mà ông ta không nói sớm. Tôi sẽ cho cô mượn thang, nhưng với điều kiện, lúc cô quay về, hãy bảo ông ta quay lại đây.
ông không thiếu một thứ gì, vậy ông còn muốn gì nào? Đúng là tôi đã có rất nhiều tiền, nhưng tôi muốn có nhiều tiền hơn nữa. Ông hãy làm cho tôi có thật nhiều tiền. Thực ra tôi không thể làm cho ông có nhiều tiền hơn nữa, nhưng tôi có thể làm cho ông trẻ lại đấy. Vậy thì hãy mau làm cho tôi trở nên trẻ lại. Ừ, được, vậy ông hãy chuẩn bị một bể nước tắm đi. Bây giờ ai muốn trẻ lại thì hãy bước vào bể tắm. Ôi, ngứa quá, ngứa quá. Trời ơi, ngứa quá, cứu tôi với. Nhà lão điện chủ Agari giờ không còn ai nữa. Hai người có thể sang đó để ở. Nhưng còn nhà lão điện chủ, nhà họ đi đâu? Chuyện đó hai người không phải lo nghĩ. Tôi sẽ lo liệu chu toàn. Hai con khỉ ấy chính là vợ chồng lão điền chủ Agari. Sau lần đó, hai con khỉ không bao giờ trở lại quấy phá nữa. Ngày nay, một số con khỉ có một chõm đỏ ở mông là vì chúng chính là con cháu của hai con khỉ kia. Còn hai vợ chồng người nông dân tốt bụng thì vẫn trẻ trung và sống hạnh phúc cùng nhau trong căn nhà của lão điền chủ nọ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé! Ăn khế trả vàng. Làm gì mà lâu thế? Tôi đói lắm rồi đây. Đây nè. Sao lại chỉ có thế này? Cơm nước thế này thì sao ăn được đây? Hết tiền rồi, hôm nay chỉ có thế thôi, ông không ăn thì thôi. Hay cái bà này, hôm nay bà làm sao thế? Sao? Sao cái gì mà sao? Ông lại còn giả vờ không biết à? Sáng nay tôi đi chợ, thấy chú hai nhà ông đưa lũ trẻ ra chợ sắm quần áo mới. Chú ấy lại còn tậu hẳn một đôi bò. Ông dám giấm dúi lấy tiền của tôi, mang đi cho chú ấy phải không? Ông mau trả tiền lại cho tôi đi. Hay cái bà này, ai giấm dúi gì mà bà đòi? Thế chú ấy lấy tiền đâu ra mà lắm thế hả? Chẳng ông thì là ai, nhà chú ấy nghèo rớt mồng tơi ra, lấy đâu ra tiền mà mua bò chứ? Mua bò? Mà bà nhìn có đúng không? Sao lại không đúng được, chắc chắn rồi còn gì sai đâu được. Thế thì lạ thật đấy. Tôi không biết đâu, ông mà không làm rõ chuyện này thì không yên với tôi đâu, biết chưa? Hôm nay nhà ta có thịt. Ăn đi các con, không phải hôm nay, mà là từ nay trở đi chúng ta sẽ hết khổ, hết vất vả. Sao lại như thế hả bố mẹ? Mai mà có chim thần tới ăn khế nhà ta, lại chịu trả ơn bằng túi vàng. Mỗi quả khế chim ăn, chim sẽ trả một cục vàng. Chim sẽ chở đi lấy ở khe núi ngoài biển, xa lắm, vì cây khế nhà mình rất ngọt, nên chim thường xuyên tới ăn. Hả? Thì ra là vậy. Thì ra là vậy, bảo sao mà nhà chú ấy giàu lên nhanh thế. Ôi, có mấy quả khế mà đổi được cả túi vàng. Cả cây khế sai thế, bao nhiêu vàng cho vừa. Ông phải làm gì đi chứ, sao ông cứ ngồi đần ra như thế hả? Thì tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng bà bảo tôi biết làm cái gì bây giờ. Thì đòi cây khế về chứ còn làm cái gì nữa. Nói thì dễ, nhưng làm thế coi sao được. Cha mẹ mất đi, vợ chồng ta đã nhận sạch gia tài, cho vợ chồng chú ấy chỉ mỗi cái lều nát với cây khế ở cuối vườn. Giờ lại muốn đòi nốt thì e là... Tôi có cách này nè, ông thử xem sao. Chú hai đang bổ củi đấy à? Ôi anh cả, hôm nay lại rảnh rỗi thế, mời anh vào nhà em uống chén nước chè xanh. Dạ, mời anh uống nước ạ. Chú cứ kệ tôi, anh em khách sáo làm gì. Ấy chết, anh sao vậy? Có chuyện gì thế ạ? Tôi nghĩ mà ân hận quá. Để vợ chồng con cái chú sống thiếu thốn thế này, tôi thật ái ngại. Trước đây tôi có làm gì không phải, chú cũng đừng để bụng nha. Anh em mà không đùm bọc được lấy nhau, tôi thật chẳng còn mặt mũi nào. Sau này chắc tôi chết cũng không nhắm mắt được. Ấy, anh cả đừng nói vậy. Phận làm em ăn thèm phát nặng, em không trách gì anh đâu.
Chú không trách, nhưng tôi áy náy đến chết mất. Giờ tôi nhất định phải làm gì đó để giúp đỡ vợ chồng chú cùng các cháu. Giờ chỉ có cách này, cả gia đình chú chuyển lên nhà trên ở để tôi chuyển về ngôi nhà này. Ấy, ai lại thế? Em không dám đâu ạ. Chú không được từ chối. Chú mà từ chối khác nào không coi tôi ra gì. Chú phải để cho anh sau này cũng dám nhìn mặt cha mẹ như suối vàng chứ. Vâng, nếu anh đã nói thế thì em cũng không dám trái lời. Ôi, cây vàng cây bạc của ta đây rồi. Bắt được mày rồi nha. Ăn trộm khế nhà ông đúng không? Ăn một quả cả cục vàng, mày túi ba gan, mang đi mà đựng. Trời ơi, giàu rồi, giàu to rồi. Đây nè, túi đây nè, cái túi 20 gan tôi đã chuẩn bị cho ông nè. Ông gắng mà lấy đầy vào nhé. Ta là người giàu nhất thiên hạ. Gió mạnh quá, ông bớt vàng đi, không thì nguy đến tính mạng cả hai ta đây. Ôi trời ơi, bỏ bớt là thế nào? Ngươi phải cố lên, ta phải vất vả lắm mới nhét đầy được túi đây. Ôi trời ơi, sao thế? Chiếc áo choàng của người hành khất. Đi nào. Khiếp, cái giống chó ở đâu mà to lớn thế? Nó mà cắn thì chỉ có chết. Bình gốm của tôi. Ông à, đợi tôi đi. Tại con chó của ông mà tôi vỡ hết gốm rồi. Bao nhiêu là vốn liếng của tôi. Hay cái nhà anh này, chó tôi đã động gì đến nhà anh chưa mà anh đòi bắt đền? Đi đứng không cẩn thận lại còn kêu ai? Thôi đi nào. Đúng là cái lão già mất dạy. Xin ông bố thí cho tôi một đồng. Sớm ra đã ám khỏe, tránh ra ngay, không ta xuyên chó cắn bây giờ. Xin ông rủ lòng thương. Thấy chưa, ông đã bảo rồi còn không nghe. Ngày hôm sau. Cái gì thế? Lại cái gã hành khất hôm qua. Chỉ vì gặp hắn mà cả ngày hôm qua mình chẳng săn được gì cả. Hôm nay mà gặp lại hắn nữa thì cả ngày mất công tôi. Phải dạy cho hắn một bài học. Từ sau thấy mình thế nào cũng phải tránh xa ra. Mau đuổi cho hắn chạy té khối cho ông. Ôi trời ơi, cứu tôi với. Ôi trời ơi, cứu tôi với. Trò đáng đời, dám ám quẻ ông à? Nhảy lên cắn nữa cho ông. Tôi có làm gì đâu mà ông lại xua chó đuổi tôi chứ. Khôn hồn thì chấp tay xin ông đi, rồi ông tha cho. Ôi trời ơi, áo sống gì mà hôi hám thế. Ôi trời ơi. Cái đồ ngu, sao mày lại cắn ông? Lại còn mừng à, mừng hết cậu nói.
gieo gió thì ắt phải gặp bão. Chuyện trong rừng. Hỡi muôn loài của khu rừng ánh sáng, hôm nay ta có một quyết định quan trọng muốn thông báo đến tất cả các con. Chúng ta sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân như thông lệ hàng năm. Chúng ta sẽ dâng lên một món lễ vật quý giá nhất để bày tỏ tấm lòng cảm ơn nữ thần mùa xuân. Và ta cần một người cùng ta chủ trì lễ hội năm nay. Được chủ trì lễ hội mùa xuân ư? Tuyệt quá! Thưa thần rừng, vậy làm sao để chọn ra được người sẽ làm công việc này? Ta sẽ mở một cuộc thi để xem ai là người tìm được lễ vật mang về. Trên ngọn núi đó có một thứ quý giá nhất. Ai là người mang được nó về đây sẽ trở thành người xứng đáng nhất cùng ta chủ trì lễ hội. Nhưng với một điều kiện, các con phải về lại đây trước khi mặt trời lặn. Nhất định tôi có thể tìm được thứ quý giá nhất mang về. Tôi có đôi chân khỏe mạnh, có thể đi nhanh hơn các bạn. Các bạn đều thua tôi hết. Tôi có thể di chuyển qua các cành cây nhanh nhất. Ồ, đúng vậy. Các bạn đều không thể chạy nhanh bằng tôi. Tôi có đôi chân linh hoạt và sức bật tốt nhất. Bạn thỏ ơi, xin hãy giúp tôi. Chân tôi bị thương không đi lại được. Nhưng tôi đang phải đi lên ngọn núi để lấy lễ vật. Nếu tôi ở lại giúp bạn thì sẽ không kịp mất. Bạn chịu khó đợi tôi lấy được lễ vật, tôi sẽ quay lại giúp bạn ngay. Cậu đỡ chưa? Thôi, để tớ đưa cậu về nhà. Các bạn ơi, các bạn lại giúp mình một tay với. Chúng tôi không thể ở lại giúp được đâu, như vậy sẽ muộn giờ mất. Thôi nhanh lên, không thì không kịp mất. Mình không thể đi được. Thôi, hay bạn cứ đi tiếp, mặc kệ mình ở đây. Tôi không thể để bạn ở đây với vết thương này được, rất nguy hiểm. Nhưng vết thương này chỉ có thể cầm máu bằng loài hoa tím. Mà loài hoa này chỉ có ở đỉnh núi phía bắc. Tôi cố gắng được, bạn đừng lo. Đỉnh núi phía bắc ư? Là hướng ngược lại. Nếu bây giờ mình đi sang đó thì sẽ không kịp lên đỉnh núi tìm lễ vật mất. Nhưng nếu để bạn sắt nâu lại đây thì cũng không được. Bạn ở tạm đây đợi tôi lấy hoa tím về nhé. Tôi chạy nhanh lắm, sẽ về kịp thôi mà. Mình đã lấy được thuốc rồi, phải nhanh chóng quay về thôi. Đắp thuốc xong, mình sẽ đưa bạn xuống núi nhé. Cảm ơn cậu. Tại sao thần rừng lại bắt chúng mình lên tận đỉnh núi, nhưng ở đó chỉ có đá sỏi, không có gì quý giá để mang về làm lễ vật cả? Là thần rừng. Các con đã bỏ qua món quà quý giá nhất trên đường đi. Chỉ có thỏ là tìm thấy nó thôi. Ơ? Ta đều cho các con một thử thách để vượt qua. Đó là chọn lựa cứu sóc nâu đang bị thương hay bỏ mặc để đi tiếp lên đỉnh núi. Các con đều chọn đi lên đỉnh núi. Chỉ có thỏ là dừng lại tìm cách cứu sóc nâu bị thương. Thứ quý giá nhất đó chính là tình yêu thương đồng loại. Chỉ có dùng tình yêu thương mới có thể bảo vệ cho muôn loài sinh sống trong khu rừng ánh sáng. Thưa thần rừng, chúng con đã hiểu ý nghĩa của thứ quý giá nhất. Chúng con thấy thỏ chính là người xứng đáng nhất ở khu rừng của chúng ta. Ta tuyên bố thỏ là người xứng đáng nhất cùng ta chủ trì lễ hội mùa xuân. Chúc mừng thỏ con nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.
nô lệ của lao động. Mệt quá, mệt quá. Anh bò, sao hôm nào tôi cũng thấy anh mệt mỏi thế? Trời ơi, ngày nào chẳng phải đi chở hàng cho ông chủ, hôm nay ông chủ lại buôn hàng tận chợ huyện, chết đi được. Tôi chắc sắp không sống nổi nữa rồi. Tội nghiệp anh quá. À, tôi có cách này giúp anh nghỉ ngơi vài hôm đấy. Giúp tôi hả? Cách gì vậy? Sao lại phải làm thế? Làm thế thử hỏi có tác dụng gì chứ? Chỉ tổ khổ thêm thì có. Anh cứ nghe theo tôi, ắt thấy tác dụng ngay. Tôi không có suối dạy anh đâu. Chẳng nhẽ dễ thế thôi hả? Hay mình cứ làm thử xem sao? Được thì tốt quá. Hả? Mày làm sao thế này? Mày làm sao thế? Thôi chết! Chắc nó làm việc quá sức, thành ra ốm rồi. Thôi, để cho nó ở nhà nghỉ ngơi vài bữa vậy. Trời ơi, không ngờ mèo nói chuẩn thế. Chỉ cần có thế mà mình đã được ở nhà nghỉ ngơi rồi. Mèo trông vậy mà tài thật. Trời ơi, sao hôm nay ông chủ về sớm thế nhỉ? Thì ra bò không phải bị ốm, mà là giả vờ để bắt mình phải đi làm thay sao? Phải tìm cách dạy cho nó một bài học mới được. Anh ngựa đã về rồi đấy à? Xin lỗi anh, tôi ốm quá, thành ra đành phải nhờ anh làm giúp. Công việc có mệt lắm không anh? Công việc thì cũng chẳng có gì, nhưng... Ồ, anh sao thế? Có chuyện gì mà anh khóc dữ vậy? Tôi cứ nghĩ mà lại thấy thương anh quá. Sao mà anh phải thương tôi đến thế? Tôi chắc cũng chỉ ốm sơ sơ thôi mà. Không, chắc là sáng nay tôi nghe ông chủ nói, nếu mai mà anh không khỏi ốm là ông ấy mang anh đến lò mổ bán đây. Tôi nghĩ mà thương anh quá. Thật vậy sao? Mày hơi ốm rồi hả? May quá. Đúng là đồ con bò. Anh nông dân thông minh. Ngày xưa, ở làng nọ, có một anh nông dân rất thật thà, chất phác. Anh nghèo đến nỗi, không có nhà cửa ruộng vườn, nên phải đi làm thuê cho một phú hộ tham lam, bủn xỉn.
anh làm việc rất chăm chỉ. Từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời xuống núi, nhưng Phú Hộ cứ khất lần tiền công của anh mãi. Đến tuổi trưởng thành, anh cũng mong muốn sớm có một mảnh đất để cất một mái nhà và để được tự do trồng hái dành dụm tiền cưới vợ. Anh ơi, nghỉ tay ăn trưa đã. Nếu mảnh ruộng này là của anh thì anh định trồng cái gì? Anh định trồng lúa nếp. Đến mùa thu hoạch, anh sẽ đồ một cỗ xôi thật thơm đến xin hỏi cưới em. Trông hạnh phúc quá ha. Nghèo như anh thì cưới vợ về lấy gì mà nuôi vợ đây? Tôi có hai bàn tay này, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để mang lại cho cô ấy một cuộc sống tốt. Anh có biết thế nào là một cuộc sống tốt không mà nói chứ? Tôi không mong muốn được sống trong nhung lụa, cũng không mong một đám cưới mâm cao cổ đầy. Chỉ cần vợ chồng cùng nhau làm lụng, sống hòa thuận hạnh phúc là được rồi. Ôi trời ơi, sao cô ngốc nghếch vậy? Không giàu có thì sao mà hòa thuận hạnh phúc được? Rồi cô sẽ không chịu nổi mà bỏ anh ta thôi. Nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để lo cho cô ấy. Tôi có sức khỏe, không có gì là tôi không làm được. Nói thì hay đấy. Thôi được, ta có ý này. Nếu năm nay anh trồng được cho ta một vụ mùa thật bội thu, thì ta sẽ cho anh một mảnh đất. Đó coi như là tiền công bao năm nay anh đã làm thuê cho ta. Có mảnh đất, anh tha hồ tự trồng trọt cấy cày mà đồ xôi cưới vợ. Còn nếu không làm được thì phải làm thuê cho ta suốt đời. Tưởng gì, nếu chỉ cần trồng được một vụ mùa bội thu thì tôi làm được. Tôi đã trồng trọt cấy cày bao năm nay, tôi đi làm việc ngay đây. Ê, từ từ đã, ta đã nói hết đâu. Anh phải trồng trọt ở đám rẫy chưa khai hoang trên núi ấy, không phải ở đây. Nhưng thưa ông, nếu bây giờ mới bắt đầu phát rẫy thì không kịp gieo hạt đúng ngày đâu. Mà không gieo hạt đúng ngày thì lúa không thể phát triển được tươi tốt. Sao có thể được một vụ mùa bội thu được ạ? Ta không cần biết, anh làm sao thì làm. Đến đúng vụ thu hoạch, hãy mang đến cho ta những gùi lúa tốt nhất. Nếu không thì đừng mơ đến việc cưới vợ. Em đừng lo, anh lên rẫy làm việc ngay bây giờ đây. Anh sẽ gieo hạt đúng ngày cho em xem. Anh để em giúp anh với nhé. Đôi bàn tay em sẽ cùng anh làm việc, cùng anh xây tổ ấm. Nhưng bây giờ em hãy để anh tự mình vượt qua thử thách này, thì anh mới đủ tự tin và kiêu hãnh để mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp sau này. Giờ chỉ cần rửa thật sắc thì mình có thể phát rễ trong một ngày. Nhờ chiếc rửa sắc bén và bàn tay khéo léo đã quen với công việc đồng áng, anh nông dân dễ dàng phát hết nửa đám rẫy trong một ngày. Tối rồi, mình nghỉ lấy sức để ngày mai phát hết nửa đám rẫy còn lại, sau đó sẽ nhổ cỏ và làm đất. Thế nào rồi, anh nông dân chăm chỉ? Tôi phát được nửa đám rẫy rồi, chắc sẽ kịp gieo hạt đúng ngày. Cái gì? Nửa đám rẫy ấy ít nhất phải làm nửa tháng, mà anh chỉ mất một ngày đã phát xong ư? Tôi đã mài rửa rất sắc, có chiếc rửa này tôi làm nhanh gấp mấy lần người thường. Chà, ta chưa thấy chiếc rửa nào sắc thế này. Thảo nào, anh có thể cho ta mượn chiếc rửa này một lúc được không? Ta cho đám người làm nhìn mà mài theo cho sắc. Nhưng ông phải trả sớm để tôi còn kịp phát rẫy vào sáng ngày mai đấy. Được, được, anh yên tâm đi, ta sẽ trả anh ngay khi mặt trời mọc. Mặt trời mọc lâu rồi, sao ông ta còn chưa đưa rửa trả cho mình chứ? Mình phải đợi thôi. Thật đáng tiếc, mấy người làm kia để quên rửa của anh ngoài vườn, bọn côn trùng đã ăn mòn nó rồi. Hả? Gì cơ? Côn trùng ăn mòn được chiếc rửa ư? Có gì mà anh kinh ngạc thế? Chẳng lẽ anh không biết có những loài côn trùng có thể ăn mòn cá rửa ư? Làm gì có chuyện côn trùng ăn mòn cá rửa chứ? Rõ ràng Phú Hộ giấu rửa của mình để mình phải chịu thua đây mà. Cậy mình thân côi thế côi mà ức hiếp ư? Mình nhất định không bỏ cuộc đâu. Ta không dễ dàng buông tha một người làm thuê giỏi như anh ta được. Anh nông dân đành tay không mà phát rẫy. Dù tay chân say sát và đau nhức, anh vẫn không nản lòng. Anh làm việc cả ngày cả đêm, không quản mệt nhọc. Tuy đã gắng hết sức, nhưng phải mất hết 10 ngày anh mới phát rẫy xong và bắt đầu làm cỏ. Nhưng cỏ mọc tốt đến là nhổ đi rồi qua một đêm sáng mai đã mọc lại xanh mơn mởn. Nếu cứ thế này, chắc chắn anh sẽ chậm ngày gieo hạt. Nếu thế này thì không được rồi, mình phải nghĩ cách đối phó với Phú Hộ mới được. Phải rồi. Ông có muốn bò nhà ông béo ra không? Trên rẫy cỏ mọc tươi tốt lắm, tôi chưa thấy ở đâu có cỏ ngon đến thế. Nếu ông cho bò ra đó ăn thì chúng sẽ béo tốt nhanh lắm đấy. Ý hay đấy. Ta có hai con bò háo ăn lắm, bao nhiêu cỏ cũng không đủ. Giờ được ăn cỏ tốt và nhiều thế thì còn gì bằng. Anh lùa chúng lên đó đi. May quá. Hai...
tiếc. Mấy người làm kia để quên rượu của anh ngoài vườn, bọn côn trùng đã ăn mòn nó rồi. Người, người dám... Hắn dám chơi lại mình à, đừng hông. Thôi được rồi, ta lên đây cũng muốn báo với anh bọn côn trùng đó cũng ăn hết lúa giống rồi, chẳng còn gì cho anh gieo nữa đâu. Thôi mơ đến vụ mùa bội thu đi nha. Lần này thì anh nông dân không phải lo gì cả. Với số tiền bán bò, anh có thể mua được những bao hạt giống tốt nhất. Điều này thì phú ông không thể lường trước được. Anh gieo hạt đúng ngày đã tính toán, nhờ mưa thuận gió hòa, hợp thời hợp tiết, những hạt giống của anh chẳng mấy chốc đã mọc lên xanh tốt. Vụ mùa năm ấy, đám rẫy hoang đã biến thành cánh đồng vàng óng triểu hạt. Không thửa ruộng nào trong làng bội thu bằng. Phú hộ đành giữ lời hứa, để cho anh một mảnh đất tốt. Anh cất một mái nhà nhỏ, chăm chỉ trồng trọt cấy cày. Vụ mùa đầu tiên trên mảnh đất của chính mình, anh đồ một củ xôi thật thơm đến hỏi cưới cô gái anh yêu thương. Cuộc sống hai vợ chồng ngày càng ấm no, hạnh phúc. Củ hành kỳ lạ. Ngày xưa, có một chàng trai nọ sống bằng nghề đốn củi. Trong khi đang lúi húi chặt cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ tới đậu trên một phiến đá. Chàng trai bèn nhặt hòn đá lên, ném về phía con quạ. Để đền ơn cứu mạng của anh, tôi tặng anh lọ nước thần này. Một chú chim thần biết nói ư? Đây là gì vậy? Đây là nước thần có phép làm cho người trẻ lại, vật thì lớn thêm, trần gian không có ai có đâu. Hả? Lọ nước thần làm người trẻ lại ư? Những thứ này chỉ để cho các bà quan làm đỏm, có đâu để hạng như mình dùng chứ. Thôi, cứ trèo nó ở đầu giường vậy. Vì nghèo khó nên chật vật mãi, anh chàng mới cưới được vợ. Vợ anh cũng con nhà nông, quanh năm chân lắm tay bùn nên đen đủi, xấu xí. Một hôm chồng đi cày vắng. Hả? Lọ gì đây nhỉ? Mình chưa thấy chồng mình nhắc về nó bao giờ. Thơm quá! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta chưa từng được ngửi mùi nào thơm như vậy. Đã vậy, ta mang nó ra tắm gội, nhất định người ta sẽ thơm phức. Nhất định chồng mình về sẽ ngạc nhiên về mùi thơm của mình. Ôi, thơm quá! Trần đời ta chưa thấy có mùi nào thơm như thế này. Hả? Trời! Chẳng lẽ là mình đây sao? Sao mình lại trở nên trắng trẻo và xinh đẹp như thế chứ? Mình về rồi ư? Hả? Trời, cô là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Mình là em mà, vợ của mình đây. Cái gì? Vợ tôi? Không phải, vợ tôi không xinh đẹp và trắng trẻo như vậy đâu. Chính nhờ lọ nước tôi tìm thấy ở đầu giường. Ban đầu á, tôi tưởng nó chỉ là một lọ nước thơm nên đem ra tắm. Ai ngờ vừa đổ ra, nước đi đến đâu thì tôi trở nên trắng trẻo và xinh đẹp đến thế đó. Lọ nước thần ư? Vậy ra là lọ nước thần ấy là thật, nó linh nghiệm vậy sao? Ôi, vợ ta, nàng trở nên thật xinh đẹp. Từ đấy, để khỏi nhớ, anh thuê thợ vẽ hình vợ. Mỗi khi ra đồng làm việc, anh lại treo bức tranh ở bờ ruộng để nhìn cho thỏa thích. Chính là tên đã làm ta mất con mồi thối nào. Lần này ta sẽ trả thù. Trả ta bức tranh, con quả đáng ghét kia. Hả? Cái gì vậy? Là một bức tranh thư hoàng thượng. Trời, tuyệt mỹ. Trong ba cung sáu phiển của ta đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có người nào đẹp bằng cô gái trong bức tranh này. Mau đi tìm cho ta, nhất định phải tìm bằng được cô gái trong bức tranh này, mang về cho ta. Dạ. Loa loa, hôm trước ta vô tình nhặt được bức tranh này, của ai thì lên mà nhận lấy. Hả? Trời ơi, bức tranh của ta. Của ta, bức tranh là của ta. Hả? Của ngươi thật sao? Làm sao ngươi chứng minh được đây là bức tranh của ngươi chứ? Đây là bức vẽ vợ của ta, sao ta không nhận ra được? Nếu chứng thực đó là vợ của ngươi, ta sẽ trả bức tranh này. Mau dẫn ta đến gặp vợ ngươi. Được thôi. Ra đúng là vợ ngươi.
Con, mình ơi, cứu em, mình ơi. Mau trả lại vợ cho ta. Sau khi bị bắt vào cung, người đàn bà lúc nào cũng sầu muộn. Đem được người đẹp về cung, nhà vua hết sức mừng rỡ, nhưng cũng hết sức buồn phiền vì mọi thứ dỗ dành, dọa nạt đều không thể làm cho người Ngọc nở một nụ cười hoặc nói lên một tiếng. Ngươi truyền lệnh ta đến khắp thiên hạ, ai làm nàng cười vui vẻ được, ta sẽ trọng thưởng. Nghe tin này, có nhiều người đua nhau chảy kinh, hy vọng dùng tài phép lớn cho người đàn bà phải buộc những tiếng cười để vinh hiển. Nhưng dù đã dở đủ mọi trò đều vô hiệu. Chọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Người chồng nghe tin loan báo cho anh biết là vợ mình đang ở cung vua, bèn quyết vào kinh tìm vợ. Anh bèn nhổ mấy củ hành ở cạnh giếng, buộc làm một gánh quẩy theo. Hãy gọi người hàng hành vào cho ta. Người bán hành làm nàng tươi hơn ư? Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nhất định là nhìn những kẻ hành kỳ lạ kia mà nàng cười tươi đến vậy. Đúng rồi, ta sẽ cải trang là người gánh hành để làm vui lòng nàng. Hãy đặt gánh hành lại đó và cởi áo ra mau, cầm lấy cho ta. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Trông thật là tức cười. Trời ơi, thì ra trò này làm nàng vui đến vậy. Mình mang mặc ngay áo lông bào vào đi. Lạ thay, người chồng mặc áo lông bào lại giống hệt hoàng thượng, toát lên khí thế của một bậc quân vương. Vừa lúc đó, thị vệ thả đàn chó ra để cho ăn. Những con chó dữ tưởng vua là người lạ liền xô đến, dồn đuổi nhà vua ra khỏi cung. Nhà vua la hét thanh minh, nhưng quân lính tưởng vua là người bán hành bị điên nên đuổi ra ngoài. Thả ta ra, ta là vua, là vua, thả ta ra. Như vậy liệu có được không? Chàng yên tâm, tên vua đó vốn là một tên bạo chúa và dân chúng đều căm ghét, sẽ không ai biết được bí mật này ngoài ta, chàng và hắn. Từ đó, chàng bán hành ở lại trong cung làm hoàng đế, còn vợ chàng làm hoàng hậu. Vốn bản tính nhân hậu, tốt bụng, chàng đã trở thành một vị vua tốt, được nhân dân yêu mến. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!